Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 99. Bằng cách này, xem như Lâm Nhất đã dốc toàn lực, thân thể cũng không đến mức bị sự cuồng bạo của ma bản âm dương làm bị thương. Hơn nữa, hắn còn thương long cửu biến, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Vụt. Mũi chân ấn nhẹ trên hàn ngọc đạo đài, bóng dáng Lâm Nhất chợt lóe lên nháy mắt đã rơi xuống ở phía trước trung tâm diễn võ trường. Ở phía sau cùng của diễn võ trường, đã bày sẵn rất nhiều con rối chiến đấu, bọn chúng đều là con rối ngũ phẩm được Linh Văn Sư Thánh Minh cấp cao chế tạo, ắt hẳn phải mạnh hơn rất nhiều so với những con rối chiến đấu bình thường. Đảo mắt nhìn qua, tầm mắt của Lâm Nhất rơi vào trên con rối của một vị thuộc bán bộ thiên phách, chiều cao của con rối đó cũng phải đến 2 trượng, vô cùng to lớn. Toàn thân đen kịt, toát lên hàn quang, ẩn chứa khí tức vô cùng ngột ngạt. Cứ thử trước đi đã. Lâm Nhất thầm nói khẽ, rồi sau đó bấm tay bắn ra mấy viên linh ngọc tứ phẩm lún sâu trên thân con rối. Oanh! Trong nháy mắt, linh ngọc liền hóa thành u quang vọt vào, uy áp bán bộ thiên phách trên thân con rối lập tức nổi lên. Sải từng bước tựa như núi cao đang rung chuyển trên mặt đất, đánh ra một chiêu mang sức công phá vô cùng kinh khủng. Tử Diên kiếm quyết. Tâm trí Lâm Nhất khẽ động. Ngay khi kiếm quyết được kích hoạt, mà bản âm dương nơi vùng tử phủ dần dần chuyển động. Ầm ầm. Ma bàn sừng sững như núi chuyển động vô cùng chậm chạp, chỉ vừa xoay nhẹ nửa tấc đã rung lên kịch liệt, hết thảy như một con thú dữ đang gào thét. Trong chớp mắt, chân nguyên ánh bạc cuồng bạo không thôi, làm cho toàn bộ 10 sợi huyền mạch trong cơ thể của Lâm Nhất căng lên. Sức mạnh bùng nổ bên trong cơ thể dâng trào mãnh liệt, từng lỗ chân lông của Lâm Nhất khẽ nở ra. Lờ mờ lóe lên ánh sáng màu bạc. Soạt. Vừa nhìn thì cũng không tính ánh bạc quá bắt mắt, nhưng trong nháy mắt xác thực nó đã vụt ra một loạt tia lửa về phía trước bán bộ của con rối. Lớp kim loại bên ngoài trên thân con rối bị đâm lởm chởm từ trên xuống dưới, giống như từng bị từng hạt mưa ăn mòn vậy. Vẫn chưa đủ. Ánh mắt Lâm Nhất bỗng chốc yên ả. Nếu như chỉ vỏn vẹn đến mức độ này thì 3 ngày chịu dày vò qua và cả những tài nguyên bị tiêu hao kia không khỏi quá lãng phí. Oanh! Chợt nghĩ, đáy mắt Lâm Nhất lập lòe ánh bạc, bỗng dưng đang chậm chậm vận chuyển ma bản âm dương thì đột ngột tăng nhanh tốc độ. Từng lỗ chân lông trên người hắn tức khắc tuôn ra từng ánh sáng cực kỳ chói mắt, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ánh sáng chói lóa bao phủ, giống như là một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế rọi sáng núi sông vạn dặm trong màng đêm vô tận. Két, két, két. Toàn bộ những vết lồi lõm trên thân kim loại của con rối trong tích tắc đã biến thành những cái hốc bị chọc thùng. Đợi đến khi đến gần Lâm Nhất, 5 ngón tay của hắn nắm chặt hội tụ sức mạnh cuồn cuộn, hung hăng đánh ra một quyền. Vù. Con rối chiến đấu của bán bộ thiên phách không chịu nổi một chiêu đã bể nát thành từng mảnh rơi đầy trên mặt đất. Phù, phù. Lâm Nhất thở hắt ra, từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống. Đáy mắt lộ ra vẻ vui thích chưa bao giờ có. Dựa vào tu vi mà không kiên trì gia tăng kiếm ý, chỉ cần một quyền mà đã có thể đánh nát toàn bộ kim loại trên con rối bán bộ thiên phách, với đẳng cấp chân nguyên này thì dù cho có là kẻ địch đáng gờm của 7 anh tài nam hoa thuộc đẳng cấp bán bộ thiên phách thì e rằng cũng không dám khua môi múa mép thắng được mình. Bản lĩnh này cũng đủ đối phó 7 anh tài nam hoa rồi, còn Tam Tiểu Vương thì sao? Sắc mặt Lâm Nhất hơi cứng lại, quần long tranh phong, Tam Tiểu Vương Nam Vực là 3 ngọn núi lớn khó có thể vượt qua. Kiếm ý thông linh là át chủ bài lớn nhất của ta, Trần Quang kiếm pháp và Thương Long cửu biến cũng chưa phô triển, chiêu thức thứ 5 và thứ 6 của bá kiếm cũng chưa dùng đến. Trừ những chiêu này ra, vẫn còn 2 chiêu kiếm mạnh nhất, đó là dung hợp giữa bá trảm thiên hạ trong chiêu thứ 6 của bá kiếm và kiếm phá sơn hà trong Trần Quang kiếm pháp. Nếu vẫn chưa đủ thì còn có kiếm trận Tử Diên. Cũng chưa chắc không có cơ hội đứng đầu bảng. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, phân tích tương đối tỉnh táo. Tam Tiểu Vương thì đã sao, chưa chân chính giao thủ cũng không ai dám nắm chắc phần thắng. 15 phút sau, Lâm Nhất bước ra khỏi phòng tu luyện trong lòng đất đi đến trong sân biểu diễn kiếm pháp Trần Quang đã lâu không dùng đến. Kiếm pháp huyền bí trong cuộn tranh hoa tường vi được hắn bổ sung toàn vẹn, sớm đã tu luyện đến hóa cảnh. Cứ mỗi lần biểu diễn có khi lại ngộ ra điều mới, ý cảnh trong đó vô cùng huyền diệu,
chỉ trong phút chốc sẽ khiến người khác đắm chìm trong đó, quên đi hết thảy. Đến khi Lâm Nhất thu kiếm lại, trong lòng mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, Lâm Nhất cười khanh khách, chuyện tu vi vừa tăng vọt vô hình chung lại ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân. Vị trí đứng đầu thì đương nhiên phải tranh, không cần thiết phải rơi vào trạng thái bàng hoàng. Cầm táng hoa trong tay, mặc cho hào quang rạn nứt, lòng này sẽ không hối hận mà dốc cạn nhiệt huyết. Tâm luôn hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi, quang minh lỗi lạc bước về phía trước. Bỗng nhiên, cả người Lâm Nhất rợn tóc gáy, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Vù! Đột nhiên một luồng kiếm quang vọt đến, Lâm Nhất xoay người trong tích tắc, kiếm ý nơi đáy mắt sâu thẳm sôi trào không thôi. Một mảnh vỏ trái cây bị kiếm quang chém làm đôi, không tiếng động nào rơi xuống ngay trước mặt hắn. Hi hi, kiếm pháp của Lâm ca ca thật là đẹp mắt. Chợt, có tiếng cười vang lên, Lâm Nhất liền ngẩng đầu nhìn thì thấy Nguyệt Vi Vi đang ngồi trên nhánh của cây đại thụ trống trời ngoài viện, mỉm cười nhìn hắn. Bàn tay trắng nõn như ngọc đang nghịch một quả linh vừa bóc vỏ, hiển nhiên, vừa nãy là trò đùa dai của nha đầu này. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ. Ngồi xuống cạnh bàn đá rồi cười nói, xuống đây ngồi đi. Vậy thì Vi Vi xuống. Nguyệt Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu, trong đêm dáng vẻ nàng ta càng thêm quyến rũ. Nào, há miệng ra, ta mời huynh ăn trái cây. Nguyệt Vi Vi đáp xuống bên cạnh Lâm Nhất, tự nhiên nhích lại gần, kế đó tách thịt quả trong tay ra, đưa đến miệng hắn. Ở khoảng cách gần, từng đợt mùi thơm trên người thiếu nữ truyền đến, khiến người ta không khỏi nghĩ vẩn vơ. Không cần đâu, Lâm Nhất không biết đối phương lại muốn bày trò gì, liền vội né ra xa, tuy nhiên, dường như Nguyệt Vi Vi đã sớm đoán được, nên khi hắn vừa nhúc nhích, một cái tay trắng nõn đã duỗi ra từ trong ống tay áo đỏ rực, nhanh như chớp hướng về phía ngực hắn. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, gần như là bản năng, hắn duỗi tay định rút kiếm táng hoa ra. Nhưng chợt nhớ ra đối phương là Nguyệt Vi Vi, động tác của hắn bỗng khựng lại. Bộp! Một thoáng do dự, Nguyệt Vi Vi đã vỗ mạnh xuống. Đau! Lâm Nhất bất giác rên lên một tiếng, nhưng vừa há miệng, Nguyệt Vi Vi đã đút quả vào miệng hắn. Miệng thì nói không, nhưng thân thể lại rất trung thực nha. Nhìn Lâm Nhất nuốt thịt quả, Nguyệt Vi Vi híp mắt cười khanh khách. Lâm Nhất vừa nuốt vừa cười khổ, tuy nhiên, quả linh này hẳn là có lai lịch bất phàm, sau khi nuốt vào. Hắn cảm giác cơ thể lạnh buốt, có một luồng khí lạnh lẽo lan tràn toàn thân. Ám kình do đối thủ lưu lại sau trận đại chiến luân phiên trong suốt mấy ngày qua đều được âm thầm hóa giải. Tuy những ám kình này không đáng ngại, nhưng nếu có thể loại trừ hoàn toàn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây là trái gì? Sau khi nuốt xuống, Lâm Nhất liền hỏi. Trái này không tệ, khiến hắn rất ngạc nhiên. Nguyệt Phi Vi cười híp mắt. Nói, đây là quả hàn vân của thiên yêu các, yêu tộc chú trọng nhất chính là tố chất thân thể, thứ này chuyên dùng để loại trừ nội thương. Các chủ cảm thấy ta xinh đẹp nên đã để lại cho ta mấy quả, hì hì, ngay cả viêm long tử cũng không có đâu. Nàng ta vui vẻ nói, không hề để tâm đến ánh mắt của Lâm Nhất, cứ thế đút từng quả vào miệng. Chẳng mấy chốc, nàng ta đã ăn hết quả linh trong tay. Chắc chắn là yêu tinh kia cố ý. Sao cô lại muốn tham gia quần long thịnh yến? Tạm thời không chấp nhận với nàng ta, Lâm Nhất bèn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có lẽ đối phương và công tử Lưu Thương, còn có Tô Hàm Nguyệt, là cùng một dạng, đều đến từ đại thế kia, nơi tận cùng của ngõ trời. Đã như vậy, nàng ta muốn thì có thể trở về, không cần thiết phải vẽ rắn thêm chân. Ta à! Nguyệt Phi Vi thôi cười, cũng không biết là thật hay giả. Nàng ta tỏ vẻ tủi thân, nói ta sinh ra đã rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ nữ tử nào của tộc Thiên Hồ, 6 tuổi, đã có người tìm phụ thân ta đề cập đến hôn sự, hết mối này đến mối khác, nối liền không dứt, càng lớn, những người, đến đề cập hôn sự càng có địa vị. Năm ta 15 tuổi, phụ thân không cách nào từ chối người ta được nữa, cho nên đã định đoạt mối hôn sự này. Ta không vui nên đã bỏ trốn đến đây, phụ thân ta cũng không cách nào tìm được. Lâm Nhất sờ mũi, ngẩng đầu hỏi, việc đó có liên quan gì đến việc tham gia quần long thịnh yến? Vòng vo cả buổi, ngoại trừ nói mình đẹp ra thì hình như nàng ta chẳng nói gì cả.
huynh đoán xem. Nguyệt Phi Phi cười tinh nghịch, không đợi Lâm Nhất hỏi lại, chiếc váy đỏ của nàng ta đã tản ra như mây khói, lẳng lặng rời đi. Có lẽ có liên quan đến tinh không cổ lộ. Lâm Nhất thầm nghĩ, nhưng cụ thể như thế nào thì hắn không đoán ra được. Sự xuất hiện của Nguyệt Phi Phi chỉ như một gợn sóng nho nhỏ, 4 ngày sau, sau bao ngày yên tĩnh, Thành Long Vân lại lần nữa sôi trào. Thịnh Yến chính thức bước vào thời khắc cao trào, quần long tranh tài. Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai vừa chiếu rọi, trên khán đài bao quanh hồ Cửu Long bao la đã chật kín người đến xem chiến, tiếng bàn tán xôn xao không dứt, còn có âm thanh hò hét rung trời. Giữa hồ, 10 đài thăng long trước đó đã sát nhập thành 4 đài, mỗi một đài thăng long đều trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, trận pháp và kết giới cũng được gia tăng tương ứng. Quần Long Thịnh Yến lần trước đã có trường hợp đánh nát kết giới bảo hộ, khiến dư chấn lan đến hàng ghế khán giả, cho nên, với tư cách là quần Long tranh tài hưng thịnh nhất trong suốt mấy ngàn năm qua, các trọng tài của Thánh Minh không dám chủ quan. Suốt 7 ngày qua, bọn họ đã cẩn thận chuẩn bị từng chút một. 100 tuyển thủ đều có vị trí của riêng mình, hiển nhiên là tầm nhìn tốt hơn nhiều so với người xem bình thường. Thời gian dần trôi qua. Tất cả các tuyển thủ đều đã thông qua lối đi đặc biệt để tiến vào khu vực thi đấu. Lối ra của 10 lối đi đặc biệt kia đều là đầu rồng vô cùng uy mãnh. Mỗi khi có người bước ra từ miệng rồng, vô số ánh mắt sẽ đổ dồn về phía đó, đồng thời, tiếng reo hò vang lên không dứt. Các tuyển thủ nổi danh lần lượt xuất hiện khiến bầu không khí tại hiện trường dần dần nóng lên, khí thế sôi trào dường như muốn thiêu đốt tầng mây vạn lý trên đỉnh đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Vô Cực ra rồi. Đột nhiên, toàn trường sục sôi, hàng trăm vạn người đồng loạt đứng dậy, vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn về một phía. Thân là một trong tam tiểu vương, tuy ngày thường Triệu Vô Cực rất ít khi xuất hiện, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, hắn ta buộc phải tiến lên đài trước ánh mắt chú mục của hàng vạn người. Thần thoại về tam tiểu vương như sấm bên tai, không ai không biết, không ai không rõ. Gần như mỗi người đều nghe đến tên của họ. Bất kể là ở vòng thích điểm hay vòng đấu loại, có bao nhiêu ngựa đen xuất hiện đi nữa thì địa vị của bọn họ trong lòng mọi người vẫn khó mà dung chuyển. Khi Triệu Vô Cực hoàn toàn hiện thân, tầng mây trên cao dường như có tiếng rồng ngâm vang lên, âm vang như sấm, đinh tai nhức óc. Sự xuất hiện của hắn dường như đã kinh động đến tồn tại cổ xưa nào ở nơi xa xăm ngoài kia. Rồng ngâm. Trước đó có nhiều người ra đến, nhưng không hề có động tĩnh lớn như vậy, không ngờ Triệu Vô Cực vừa xuất hiện liền có tiếng rồng ngâm vang vọng, đúng là kỳ lạ. Có gì là kỳ lạ, Thành Long Vân sừng sững không biết bao nhiêu năm, ẩn giấu rất nhiều thứ từ thời thượng cổ, khó mà nói được trong lúc tiến hành quần long thịnh yến, những thứ đó có xuất hiện hay không. Tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên trên vòng trời khiến mọi người khiếp sợ không thôi, ngay cả Triệu Vô Cực cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cảm cũng thấy bất ngờ trước dị tượng này. Không bao lâu sau, Viêm Long Tử và Vũ Hạo Thiên cũng lần lượt xuất hiện, không ngoại lệ, mỗi người đều tạo thành tiếng vang lớn. Đặc biệt là Vũ Hạo Thiên, gần như được vạn chúng chú mục, toàn trường đồng loạt đứng dậy, chỉ với một mục đích, chính là có thể nhìn rõ mặt hắn ta hơn. Khoảnh khắc hai người hoàn toàn bước ra khỏi miệng rồng, cũng có tiếng rồng ngâm vang lên, từng tiếng nối liền không dứt. Chấn động vòng trời. Quả nhiên, ánh mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, thầm nghĩ, sư tôn nói không sai. Bảo khố Long Vân thượng cổ có thể sẽ xuất hiện trong quá trình tiến hành quần Long Thịnh Yến, đây chính là cơ duyên cực kỳ to lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Khoảnh khắc Lâm Nhất cùng Mai Hộ Pháp và nhóm người của đế quốc Đại Tần bước ra từ lối đi đặc biệt, tiếng hoan hô như sấm dậy lại lần nữa vang lên. Lâm Nhất ra rồi. Thật là phấn khích, cuối cùng công tử Táng Hoa cũng đi ra, trong quần Long Thịnh Yến lần này, người mà ta chú ý nhất chính là hắn. Ha ha, chính xác, ta cũng vậy, ai có thể so được với hắn chứ? Một cái tông môn yếu thế ở đế quốc Đại Tần lại sản sinh ra một con ngựa đen bực này, dù là ai cũng không tưởng tượng nổi, quả thực, hắn chính là một truyền kỳ về kiếm khách trong lòng chúng ta. Phần lớn những nhân tài mới nổi tại quần Long Thịnh Yến đều bị 9 đại bá chủ lũng đoạn, có thể xuất hiện một người như Lâm Nhất thật sự không dễ dàng.
Dù chúng ta không cách nào tham dự thịnh yến lần này, nhưng có thể chứng kiến Lâm Nhất nổi dậy, coi như đáng giá. Lâm Nhất xuất hiện khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, trong tình huống như vậy, mặt hồ Cửu Long cũng bắt đầu gợn sóng. Nhìn thấy hắn, thậm chí có rất nhiều người rơm rớm nước mắt, bùi ngùi xúc động. Con đường võ đạo có bao nhiêu tàn khốc, e rằng chỉ có những nhân tài xâm nhập sâu trong đó mới biết được, lại càng không cần bàn đến mức độ khủng bố của chín đại bá chủ. Có không ít người từng bị đệ tử của thế lực cấp bá chủ chèn ép, có nhiều người bỏ công bỏ sức tích lũy tài nguyên trong suốt nửa năm, nhưng lại chẳng bằng nửa tháng tài nguyên do tông môn cấp bá chủ cung cấp cho một tên đệ tử. Lâm Nhất xuất hiện đã phá vỡ mọi tiền lệ, vô hình chung, hắn đã trở này nơi ký thác mộng tưởng cuột khởi của rất nhiều võ giả. Công tử Táng Hoa. Công tử Táng Hoa. Công tử Táng Hoa. Ngàn vạn tiếng reo hò rốt cuộc hóa thành bốn chữ, gần như toàn bộ người có mặt tại hiện trường đều hô vang phong hào công tử của Lâm Nhất tại Long Môn tranh tài thuộc Đại Tần. Hàng trăm vạn người đồng loạt hô vang tên của ngươi, đó là cảnh tượng như thế nào? Ngoại trừ rung động lòng người, quả thật không có bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung. Đây là lần đầu tiên đám người Mai Hộ Pháp nhìn thấy cảnh này, cả bọn hoàn toàn ngây dại. Lâm Nhất, bọn họ đang hô tên của ngươi đây, Phong Dã vừa nói vừa cười ngây ngô, hắn ta cảm thấy vô cùng phấn khích vì huynh đệ của mình. Bên cạnh, Từ Tuyết Y, Thủy Nguyệt, những người đến từ đế quốc Đại Tần đều lộ vẻ hưng phấn, cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Hiện tại, không chỉ là Lâm Nhất, không chỉ là Lăng Tiêu Kiếm Các, mà trong trận quần Long Thịnh Yến này, đế quốc Đại Tần đã được người người biết đến. Táng Hoa, người có nghe thấy không? Lâm Nhất thở dài, dù đã quen với cảnh tượng như vậy, nhưng hắn vẫn khó giữ nổi bình tĩnh. Hắn nắm chặt kiếm Táng Hoa, thì thào tự nói, ta vốn là người Mai Táng Hoa, Mai Táng Hoa cũng là Mai Táng người. Hắn từng hứa hẹn, một ngày nào đó, sẽ khiến toàn bộ người trong thiên hạ biết đến danh tiếng của Táng Hoa. Quần Long tranh tài hôm nay, tất cầm kiếm dương danh. Hừ, một tên nhân tài mới nổi mà thôi. Làm như đã giành được đầu bảng rồi ấy, tôm tép nhãi nhép. Tại vị trí của Thiên Yêu Các, nhìn thấy Lâm Nhất được hoan nghênh hơn cả Tam Tiểu Vương, trong mắt Viêm Long Tử lộ rõ sự khinh thường. Trèo càng cao, té càng đau, sẽ đến lúc ngươi phải khóc. Sắc mặt hắn ta cực kỳ lạnh lùng, trong lòng thầm nguyền rủa. Không thể không nói, tiếng reo hò chào đón Lâm Nhất đã lên đến một độ cao vượt ngoài dự kiến của nhiều người. Các tuyển thủ trong bảng 100 đều vô thức quay đầu nhìn, biểu cảm của họ rất phức tạp, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Đến khi Lâm Nhất vào vị trí, tiếng rồng ngâm trên vòm trời lại lần nữa vang lên. Nhiều người có để tâm đều cảm thấy kỳ lạ, dường như tiếng rồng ngâm này không chỉ là một dị tượng đơn giản. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi thì không ai đoán được rốt cuộc nó kỳ lạ ở chỗ nào. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt. Có cảm giác bầu không khí tại quần long tranh tài đã hoàn toàn khác trước. Trước kia, trong vòng tích điểm và vòng loại, rất nhiều nhân tài kiệt xuất lựa chọn khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện, nhưng giờ thì rõ ràng là tất cả yêu nghiệt thuộc bảng 100 đều bộc lộ duệ khí, ánh mắt giao nhau lộ rõ sự sắc bén, đầy tính cạnh tranh, tuy chưa đến mức dương cung bạt kiếm, nhưng có thể nhìn ra không ai muốn yếu thế. Không bao lâu sau, trọng tài chính của Thánh Minh, người đã xuất hiện 7 ngày trước, lại lần nữa hiện thân. Ông ta nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định 100 tuyển thủ đều đã có mặt, ông ta mới bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc của vòng xếp loại trong quần Long Thịnh Yến lần này sẽ có một chút khác biệt so với trước kia, 100 tuyển thủ chia làm 4 tổ, mỗi tổ 25 người. Từ mỗi tổ chọn ra 5 người tiến vào bảng 20 ở vòng tiếp theo, đồng thời, từ mỗi tổ cũng sẽ chọn ra một danh ngạch hạt giống. Những lời của ông lão áo đen đã gây ra một hồi bạo động, quy tắc lần này quả thực có thay đổi rất lớn. Đặc biệt là việc phân chia tuyển thủ hạt giống, theo quy tắc trước đây, vốn không hề có danh ngạch này. Sau khi ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, ông lão áo đen lại tiếp tục bổ sung quy tắc. Mỗi tổ 25 người đấu luân phiên, mỗi người đều phải đấu 24 trận, có nghĩa là tất cả các tuyển thủ trong cùng một tổ đều phải đấu với nhau. Nếu gặp phải người mà mình từng giao đấu trước đó, có thể nhận thua hoặc đấu tiếp một lần nữa. Sau khi thi đấu kết thúc,
chúng ta sẽ dựa trên lượng khí huyền hoàng trên người các tuyển thủ để xếp hạng. 5 người đứng đầu sẽ tiến vào vòng trong, tuyển thủ đầu bảng sẽ giành được vị trí tuyển thủ hạt giống. Sau khi tiến vào bảng 20, tuyển thủ hạt giống sẽ được miễn một vòng chiến, trực tiếp tiến vào bảng 10. 16 người còn lại phải tiếp tục chiến để tranh đoạt 6 vị trí còn lại trong bảng 10. Nghe đến đây, Lâm Nhất liền hiểu ra. Quy tắc khá đơn giản, các tuyển thủ sẽ tham gia đấu luân phiên, vòng thứ nhất đấu tổ, giành suất tiến vào bảng 20, vòng thứ hai đấu luân phiên với các tổ khác, tranh suất tiến vào bảng 10, vòng cuối cùng chính là đại chiến bảng 10, từ đó quyết định bảng 3 và vị trí đầu bảng. Với cách thức thi đấu như vậy, sức nặng của danh ngạch hạt giống sẽ càng nổi bật hơn, bọn họ được miễn chiến một vòng, tương đương với việc trực tiếp bỏ qua 15 trận chiến tại vòng thứ hai. Làm thế, không chỉ không bại lộ lá bài tẩy của mình, mà còn có cơ hội quan sát thực hư của đối thủ. Ưu thế quá lớn. Sau khi phân tích rõ ràng lợi và hại trong đó, sắc mặt của 100 tuyển thủ thay đổi khó lường, thậm chí, Nam Hoa Thất Anh cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Từ một khía cạnh nào đó, giành không được danh ngạch hạt giống, tương đương với việc mất đi cơ hội cạnh tranh bảng 3. Dù sao thì trong tình huống thực lực không chênh lệch quá nhiều, sớm nhận ra hư thực xem như đã chiếm được ưu thế lớn trong trận đấu. Ông lão áo đen dừng lại một lúc, đợi mọi người hoàn toàn hiểu rõ quy tắc rồi mới nói tiếp, sau khi đấu tổ xong, mỗi người sẽ có một cơ hội khiêu chiến với người đứng đầu tổ. Nếu thắng, lập tức cướp được một nửa khí huyền hoàng của đối thủ, nếu thua thì phải giao ra khí huyền hoàng của mình. Tuy nhiên, vì người đứng đầu có thể phải tiếp nhận khiêu chiến của nhiều người, nên càng nhiều người khiêu chiến, số lượng khí huyền hoàng mà người đứng đầu phải bỏ ra cho mỗi một trận thua sẽ càng ít, còn thắng thì sẽ giành được toàn bộ khí huyền hoàng của đối thủ. Ông ta vừa dứt lời, toàn trường lập tức trở nên ồn ào, náo động. Má ơi, cái quy tắc này đúng là kích thích mà. Ưu thế của tuyển thủ hạt giống quá lớn, sau khi đấu tổ, ta đoán chắc chắn sẽ có người không phục. Đúng vậy, mỗi một người trong tổ phải giao đấu 24 trận, rủi ro quá nhiều. Quần Long tranh tài lần này đúng là đẫm máu, Thánh Minh tạm thời thay đổi quy tắc, chắc hắn sẽ khiến kế hoạch của nhiều người bị rối loạn. Xem đi, xem chia tổ như thế nào. Quy tắc đã được định ra, những võ giả ngồi trên khán đài đều tỏ vẻ kích động không thôi, bầu không khí lại một lần nữa sôi trào. Lâm Nhất thầm suy nghĩ, phân tích quy tắc cuối cùng mà ông lão áo đen bổ sung. Vẫn phải cố hết sức giành được vị trí đầu tổ, người khiêu chiến có quá nhiều bất lợi, thắng chỉ có thể giành được một nửa long vận của đối thủ, nhưng thua thì trực tiếp bị đào thải. Hơn nữa, càng nhiều người khiêu chiến, người đứng đầu tổ càng tổn thất ít khí huyền hoàng. Nếu phải đối chiến với 10 người, mỗi một lần như vậy hắn chỉ tổn thất có 1/10 khí huyền hoàng, không đủ thương gân động cốt. Còn may mắn thắng thì thua toàn bộ khí huyền hoàng của đối phương, thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhất định phải giành được vị trí tuyển thủ hạt giống, hơn nữa, phải thắng toàn bộ nhóm mới có thể giành được đầu bảng. Hai mắt Lâm Nhất lóe sáng, trong lòng đã có quyết định. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong Nam Hoa Thất Anh cũng có suy nghĩ như Lâm Nhất. Quy tắc thay đổi bất ngờ khiến bọn họ không còn đường lui, nhất định phải giành được danh ngạch hạt giống. Quy tắc đột nhiên thay đổi khiến mọi người rất bất ngờ, mọi người không ngừng tính toán trong lòng. Nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt của rất nhiều người trong 100 tuyển thủ mạnh đều trở nên khó coi. Lúc đầu họ cho rằng không tranh giành 3 vị trí đầu, có danh ngạch hạt giống hay không đều được. Nhưng nghĩ lại, tuyển thủ hạt giống vừa xuất hiện đã giành lấy 4 vị trí trong 10 vị trí đầu, khiến cơ hội của họ lập tức ít đi gần một nửa. Quy tắc này đúng là khắc nghiệt, đến vòng thứ 2 đã phải loại một nửa tuyển thủ rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, mấy người Nam Hoa Thất Anh muốn tranh giành danh ngạch hạt giống chắc chắn sẽ không để thua trận. Vô hình chung, áp lực của chúng ta cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Xem chia nhóm thế nào đã, ta chỉ mong có thể lọt vào 20 vị trí đầu thôi. Trên chỗ dự thi, 100 tuyển thủ mạnh nhất đều đang nhỏ giọng thảo luận, sắc mặt cũng không dễ nhìn cho lắm. Nhưng suy cho cùng cũng là 100 thiên tài mạnh đã qua tuyển chọn. Đa số đều có tâm lý khá vững, dù sao họ cũng hiểu dù quy tắc có thay đổi thế nào thì cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Có oán trách cũng không thay đổi được gì.
nếu có thể có thực lực cấp thống trị như Tam Tiểu Vương, quy tắc mới còn sẽ có lợi cho họ hơn. Nhưng thực lực của họ cũng không phải tự nhiên mà có, cường giả chân chính không sợ một quy tắc nào cả. Có lẽ mọi người đã hiểu quy tắc rồi, bây giờ Lão Phu tuyên bố danh sách các nhóm, theo thường lệ, ba người mạnh nhất kỳ trước sẽ không được chia cùng nhóm, những người khác trong bảng 10 sẽ được chia ngẫu nhiên ở các nhóm. Danh sách chia nhóm sẽ do trọng tài của Thánh Minh đưa ra, không ai được phép có ý kiến. Ông lão áo đen tỏ vẻ vô cùng cứng rắn, ông ta im lặng một lát rồi bắt đầu công bố danh sách các nhóm. Vụt! Ông ta vung tay, những cái tên ngưng tụ từ lửa xuất hiện trên không trung. Tên của 100 tuyển thủ mạnh được chia thành 4 nhóm nhanh chóng xuất hiện. Cho dù đứng xa đến đâu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng, rất thuận tiện. Lâm Nhất, người được xếp vào nhóm 4. Mấy người nhóm Tư Tuyết Y ở bên cạnh nhanh chóng phát hiện ra tên của Lâm Nhất, lập tức chỉ ra. Đương nhiên Lâm Nhất đã nhìn thấy tên của hắn từ lâu, hắn đang đọc tên những tuyển thủ khác trong nhóm 4, đến khi đọc xong, trong mắt hắn có ánh sáng lóe lên. Nhóm 4 rất may mắn, Triệu Vô Cực, Viêm Long Tử và Vũ Hạo Thiên đều không có trong nhóm. Nhưng hơi xui xẻo là ngoài hắn, ba người khác trong Nam Hoa Thất Anh đều được xếp vào. Lần lượt là Nam Cung Vãn Ngọc của Bắc Tuyết Sơn Trang, Lý Mộ Bạch của Thiên Kiếm Tông và đại đệ tử Lâm Đào của Huyền Dương Điện. Rất trùng hợp là hai người có kiếm pháp mạnh nhất trong Thất Anh đều bị chia cùng nhóm với hắn. Trùng hợp thật đấy. Lâm Nhất thầm nghĩ, kiếm khách mạnh nhất trong Quần Long Thịnh Yến gần như đều tập trung ở nhóm 4. E rằng các kiếm tu phải chiến đấu với nhau trước rồi. Oanh! Trong lúc Lâm Nhất đang suy nghĩ, hai ánh mắt sắc bén như kiếm xuyên qua hư không, rơi thẳng xuống người hắn. Đó là ánh mắt của Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch, hai người họ xem xong những người trong danh sách, gần như đồng thời nhìn về phía này, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Nếu là trước đây, hai người họ sẽ không quan tâm đến Lâm Nhất, nhưng bây giờ lại không thể không chú ý. Còn vị thất anh cùng họ với Lâm Nhất là Lâm Đào của Huyền Dương Điện lại rất khiêm tốn, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Chết tiệt, nhóm 4 là sao thế, có 3 người trong Nam Hoa Thất Anh ở trong danh sách chưa tính, kể cả công tử Táng Hoa Lâm Nhất cũng ở nhóm 4. Thật không có đường sống, trừ 4 người này thì trong nhóm 4 chỉ còn một vị trí, nhóm tử vong xuất hiện rồi. E rằng không chỉ có thế, 3 nhóm khác có mấy người nhóm Vũ Hạo Thiên. Có lẽ việc tranh giành hạt giống sẽ không quá kịch liệt. Còn nhóm này không biết sẽ tranh giành đến mức nào đây, 3 người nhóm Nam Cung Vãn Ngọc chắc chắn sẽ tranh, ở vòng loại Lâm Nhất đã chiến thắng Tịch Phong, chắc chắn cũng sẽ không nhường. Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện điều đặc biệt của nhóm 4, lập tức bàn tán xôn xao, danh hiệu nhóm tử vong nhanh chóng lan truyền. Đột nhiên có người vô cùng kích động nói, mẹ kiếp! Các ngươi có phát hiện ra không? Kiếm khách mạnh nhất trong Quần Long Thịnh Yến đều tập trung ở nhóm 4. Đúng thế thật, chẳng trách trước đó Lâm Nhất với hai người kia lại trông tràn đầy thù địch như thế. Thắng bại của nhóm này ngoài việc chọn ra danh ngạch hạt giống, e rằng còn liên quan đến danh hiệu kiếm khách trẻ tuổi mạnh nhất của cổ vực Nam Hoa nữa. Trong thế hệ trẻ tuổi của cổ vực Nam Hoa trước đây, Nam Cung Vãn Ngọc chắc chắn là kiếm khách mạnh nhất, Lý Mộ Bạch yếu hơn một chút, lần này còn phải tranh đấu mới biết được. Nhưng đột nhiên có một Lâm Nhất xuất hiện, khó mà nói được, trận chiến của nhóm 4 chắc chắn sẽ rất đáng xem. Chuyện kinh khủng hơn bị mọi người phát hiện, mọi người lại bắt đầu bàn tán về nhóm 4. Dù là danh hiệu nhóm tử vong, hoặc là trận chiến tranh giành danh ngạch hạt giống kịch liệt, hay là danh hiệu kiếm khách mạnh nhất cổ vực Nam Hoa đều vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Mà cả ba cùng xuất hiện, đương nhiên sẽ càng được chú ý hơn, muốn không chú ý cũng hơi khó. Quần Long tranh tài chính thức bắt đầu. Ông lão áo đen đột nhiên quát lên một tiếng, âm thanh tựa như tiếng nổ vang lên, khiến hơn trăm cột nước dâng trào. Trong sóng nước ngút trời, ông lão lặng lẽ lui xuống, trên đài cao của Thánh Minh có 8 trọng tài bay xuống, hai người phụ trách một nhóm. Cuộc chiến xếp hạng cuối cùng của bảng Long Vân chính thức bắt đầu. Trên 4 đài thăng long to lớn vững chắc lần lượt có người đáp xuống, hai bên chắp tay chào nhau. Sau đó bắt đầu giao thủ. 100 thiên tài mạnh được chọn ra từ 100.000 người dự thi, đương nhiên không có ai là kẻ yếu,
nếu thực lực không chênh lệch nhiều thì rất khó xuất hiện tình thế áp đảo. Vừa mới bắt đầu, trận so tài trên các chiến đài đã trở nên vô cùng kịch liệt. Nửa khắc sau, hai vị tuyển thủ trên đài thăng long của nhóm ba đã phân thắng bại. Trong ngọc bội long vân của người bị thua phát ra tiếng kêu gào, bị đối thủ cướp đi rất nhiều khí huyền hoàng. Gào, gào. Ngọc bội long vân của người thắng cũng không ngừng gào thét, long ảnh trong ngọc như muốn bay ra ngoài, có vẻ vô cùng hưng phấn. Hấp thu được đủ khí huyền hoàng, long ảnh trong ngọc rất có khả năng sẽ bay ra ngoài. Trong mắt Lâm Nhất có tia sáng lóe lên, lặng lẽ phân tích. Hình rồng ngưng tụ từ khí huyền hoàng gần như sẽ hoàn toàn biến thành long vận này chứa đựng một ngụm long khí của thần long thanh sắc bên ngoài cửu thiên. Không chỉ đơn giản là tượng trưng cho khí vận, nếu cuối cùng có thể luyện hóa còn sẽ có rất nhiều lợi ích. Không chỉ mỗi Lâm Nhất, mà rất nhiều những thiên tài khác cũng nhìn ra chút manh mối, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tỷ thí không ngừng diễn ra, thỉnh thoảng sẽ có những hình ảnh đặc sắc, nhưng vì không có tuyển thủ được chú ý xuất chiến, cho nên bầu không khí vẫn không được náo nhiệt cho lắm. Đến khi Trúc Thanh Sơn ra sân, mọi người lập tức sáng mắt lên. Ma đao Trúc Thanh Sơn, chiến mã nổi bật trong vòng loại, dưới tình huống không gặp phải Tam Vương Thất Anh, hắn ta vẫn đang thắng liên tục, chưa thua trận nào. Nhưng vận may của hắn ta cũng kết thúc ở đây, vì hắn ta và Vũ Hạo Thiên ở chung một nhóm. Có điều ngoài Vũ Hạo Thiên đứng đầu bảng Long Vân Kỳ trước, đối thủ có thể khiến hắn ta dốc toàn lực trong nhóm năm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Biểu hiện của Trúc Thanh Sơn vẫn mạnh mẽ như trước. Hắn ta chỉ dùng ba đao đã suýt chút bổ đôi đối phương, khiến đối phương sợ đến mức vội vàng chịu thua. Giác! Khi toàn bộ khí huyền hoàng của đối thủ bay vào trong ngọc bội bên hông Trúc Thanh Sơn, tất cả mọi người nghe thấy tiếng vỡ vang lên, long ảnh bên trong phá vỡ ngọc bội, sau đó lập tức bay ra ngoài. Gào! Long ảnh kia dài hơn một trượng gần 4 mét, tản ra long uy nhàn nhạt. Long ảnh bay lượn trong không trung mấy vòng. Sau đó bay vào trong người của Trúc Thanh Sơn. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức thảng thốt. Trúc Thanh Sơn vội vàng nhắm mắt, khi hắn ta mở mắt ra một lần nữa, tinh mang trong mắt còn chứa đựng long ảnh chớp lóe. Ha ha! Hắn ta tỏ vẻ vui mừng, há miệng cười, nhanh chóng đáp xuống đất. Không ngờ long ảnh lại thật sự bay ra ngoài, những người khác đều thắng, sao lại không có dị tượng thế này? Có lẽ là vì hắn ta thắng liên tục, cho nên khí huyền hoàng hơn hẳn những người khác, bây giờ lại thắng thêm một lần nữa, cho nên đã phá vỡ điểm giới hạn. Quần long tranh tài, đây thật sự là quần long tranh tài, vô cùng chân thực. Thế thì chưa chắc, người có thực lực yếu hơn chưa chắc có thể gọi ra long ảnh, chỉ sẽ trở thành đá lót đường cho người khác. Dị tượng long ảnh phá ngọc bay ra đem đến lời bàn tán xôn xao, khiến mọi người không ngừng cảm thán. Ngày càng thú vị rồi. Lâm Nhất đã đoán được từ trước, cho nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Có điều long ảnh ban đầu chỉ là hư ảnh, một tồn tại giống như ảo ảnh, thấy được không sờ được. Còn long ảnh phá ngọc bay ra này dường như dần dần có linh, trở nên vô cùng chân thực. Trận đấu tiếp tục, lại có long ảnh của một vài người phá ngọc bay ra. Phản ứng của những người này cũng không khác Trúc Thanh Sơn là mấy, vô cùng hưng phấn rời khỏi sàn đấu. Dường như nhận được rất nhiều lợi ích. Nhóm 4, Lâm Nhất chiến đấu với Cơ Vô Dạ. Lúc ở Biển Trăng Khô hai người từng quyết chiến một lần, chém giết thảm thiết. Ngày đó thua trận một lần, Cơ Vô Dạ luôn thấy nhục nhã, ngày đêm tu luyện vất vả. Trước đó trong thú triều nghìn năm khó gặp, hắn ta còn muốn tỉ thí với Lâm Nhất, nhưng cuối cùng vẫn thua thê thảm. Lúc này lại gặp nhau một lần nữa, đối phương đã vô cùng nổi bật. Trở thành tân tú được chú ý nhất trong quần long thịnh yến. Gặp phải Lâm Nhất, Cơ Vô Dạ không hề nghĩ đến việc sẽ thắng, nhưng muốn hắn ta chịu thua thì thật sự hơi khó. Trên đài thăng long, Cơ Vô Dạ hít sâu, nghiêm túc nói, Lâm Nhất, một chiêu phân thắng bại đi. Đây là một yêu cầu khá to gan, điều kiện tiên quyết của một chiêu phân thắng bại chính là có tư cách ngang hàng với đối phương. Bây giờ, Lâm Nhất còn được chú ý hơn cả Nam Hoa Thất Anh. Đương nhiên là Cơ Vô Dạ không có tư cách này. Giống như Tịch Phong lúc trước khinh thường Lâm Nhất,
cũng không muốn cho hắn cơ hội một chiêu phân thắng bại. Được. Nhưng Lâm Nhất lại đồng ý rất nhanh, có lẽ người khác thì không được, nhưng hắn chắc chắn sẽ cho Cơ Vô Dạ cơ hội này. Huyết sát đoạn hồn kiếm. Cơ Vô Dạ ra tay trước, dốc hết sức lực đâm ra một kiếm. Kiếm quang màu máu đáng sợ lóe lên, ngưng tụ thành một đoạn hồn đài vô cùng lạnh lẽo, trên đoạn hồn đài có 18 sợi dây xích có huyết quang quanh quẩn. Trên mỗi một sợi xích đều treo mấy trăm bộ xương khô, dây xích đung đưa, đoạn hồn đài lửa như một ngọn núi lạnh lẽo chất đầy xương. Âm phong nổi lên, dị tượng đáng sợ khiến người xem sởn tóc gáy, vô cùng kinh hãi. Đây là chiêu kiếm mạnh nhất của Cơ Vô Dạ, ngưng tụ sức mạnh ngày đêm tu luyện vất vả, hao tổn vô số tâm huyết của hắn ta. Chiêu kiếm này có thể nói là cực kỳ kinh khủng, khiến rất nhiều người đều cảm thấy hốt hoảng. Tiếc là hắn ta gặp phải Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng không xuất kiếm, hắn sử dụng đạn chỉ thần kiếm, bàn tay lập tức lóe lên tử quang sáng chói như ngọc lưu ly. Ngón cái của tay phải đè lên ngón giữa đang cong lại, hai ngón tay đan chéo tựa như đang dương cung, ngón tay chứa đựng chân nguyên phát ra ánh sáng, chẳng khác nào cung thần được bao phủ bởi ánh trăng. Sau lưng hắn có dòng khí màu bạc dao động hội tụ thành một đóa hoa tử diên màu bạc, đóa hoa chậm rãi chuyển động. 10 ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Trong lúc đoạn hồn đài lao tới, Lâm Nhất di chuyển cổ tay, búng tay một cái. Hoa tử diên tràn đầy khí phách sau lưng hắn lập tức nổ tung thành mấy nghìn cánh hoa, tung bay khắp nơi trên đài Thăng Long. Vụt! Trong cánh hoa bay đầy trời có một tia kiếm quang bay đi, nơi kiếm quang đi qua có cánh hoa chứa đựng ngân quang như tuyết lóe lên. Giác! Đoạn hồn đài lạnh lẽo đáng sợ thoáng chốc bị kiếm quang làm vỡ tan, kiếm quang vẫn không dừng lại mà di chuyển về phía Cơ Vô Dạ. Sắc mặt Cơ Vô Dạ tái nhợt, hắn ta bị đánh bay, sau khi dừng lại, hắn ta vẫn phải lùi lại ba bước, không kiềm chế được phun ra một ngụm máu tươi. Đoạn hồn đài diễn hóa ra kiếm quang huyết sát trên đài Thăng Long vỡ tan thành, chỉ còn lại hoa rơi đầy trời. Nước hồ Cửu Long lạnh lẽo cũng như trái tim Cơ Vô Dạ lúc này. Thua thê thảm. Lâm Nhất còn chưa xuất kiếm mà hắn ta đã thua thê thảm. Giác. Vào khoảnh khắc Cơ Vô Dạ thua trận, có vô số khí huyền hoàng bay ra, bị ngọc bội của Lâm Nhất hấp thu. Gần như cùng lúc đó, tiếng ngọc vỡ lập tức vang lên, một long ảnh dài tận ba trượng phá ngọc bay ra, sau khi vòng mấy vòng lại bay về trong người Lâm Nhất. Ngươi thắng rồi. Cơ Vô Dạ quan sát tất cả, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lúc này, bóng ma trong lòng hắn ta cũng biến mất. Một chiêu quyết định thắng thua đã rõ, Cơ Vô Dạ cũng không có gì tiếc nuối nữa. Hắn ta chắp tay cười nói, đa tạ, hy vọng ngươi có thể tiếp tục như thế này. Lâm Nhất gật đầu, sau đó, hắn cảm nhận long ảnh bên trong cơ thể. Long ảnh kia bao quanh trái tim, khiến cơ thể vô cùng ấm áp, tràn đầy sức sống. Nếu muốn, thậm chí Lâm Nhất còn có thể luyện hóa nó bất cứ lúc nào, chắc chắn có thể có được rất nhiều lợi ích. Thậm chí còn có thể thăng lên bán bộ thiên phách, nhưng như thế sẽ không được đấu hạng nữa, huống hồ đây chỉ là mới bắt đầu. E rằng sự huyền diệu của long ảnh không chỉ có thế mà thôi. Sau khi Lâm Nhất xuống đài, hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy Vũ Hạo Thiên trong nhóm ba đã lên đài. Đối thủ là Phong Vô Đạo khá nổi bật trong quần Long Thịnh Yến, sau khi thua Lâm Nhất, hắn ta cũng ít được chú ý hơn. Nhưng trong vòng loại mọi người đều che giấu thực lực, rõ ràng hắn ta vẫn chưa sử dụng tất cả thực lực. Phong Vô Đạo cũng không chịu thua, hắn ta lên đài nghênh chiến, cũng rất có khí phách. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu, trận đấu này đã có kết quả rồi, không bao lâu sau, Phong Vô Đạo đã thua thê thảm. Một chiêu, chỉ với một chiêu, người ngoài còn chưa kịp nhìn rõ thì Phong Vô Đạo đã thua. Long ảnh bay lượn quanh người hắn ta dài đến 7 trượng, cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn có cả kim quang nhàn nhạt. Nhóm nhỏ tiếp tục tranh đấu, đến đấu hạng 100 người mạnh nhất này, tồn tại cấp bậc như Tam Vương Thất Anh vẫn mạnh mẽ như thế, Tam Tiểu Vương gần như vừa đối mặt đã giải quyết đối thủ, trong Nam Hoa Thất Anh ngoài 1-2 người thì đa số đều cần 3 chiêu, nhiều lắm là hơn 10 chiêu là có thể đánh bại đối thủ. Lâm Nhất nhìn về phía Nguyệt Phi Vi, thấy nàng ta chiến thắng đối thủ, sau đó lại chú ý đến Bạch Lê Hiên vừa lên đài. Nhóm 2, Bạch Lê Hiên chiến đấu với Châu Dũng.
Châu Dũng xếp hạng 16 trên bảng Long Vân kỳ trước, rất nổi bật trong quần Long Thịnh Yến, ngoài mấy lần xui xẻo thua Tam Vương Thất Anh thì gần như chưa từng thua trận. Bạch Lê Hiên cũng giống hắn ta, từ khi chiến đấu đến nay, cũng chỉ thua Tam Vương Thất Anh một trận ở vòng loại. Thực lực của hai người rất ngang bằng nhau, chẳng mấy chốc đã so cả trăm chiêu, khó phân thắng bại. Trong lúc quyết chiến, Bạch Lê Hiên thể hiện rõ ưu thế về công pháp, hắn ta dùng Thương Long kiếm quyết thúc dục kinh lôi kiếm phép, càng đấu càng mạnh. Lôi quang màu tím diễn hóa thành Thương Long thượng cổ, bay lượn khắp bát phương, rồng trong điện quang không ngừng kêu gào đinh tai nhức óc. Keng! Châu Dũng dần không chịu đựng được, ngày càng xuất hiện nhiều sơ hở, cuối cùng bị Bạch Lê Hiên đâm trọng thương, bắt buộc phải chịu thua. Đa tạ! Cảm xúc của Bạch Lê Hiên không hề dao động, hắn ta bình tĩnh nói. Trên người Châu Dũng bay ra không ít khí huyền hoàng, long ảnh của hắn ta xuất hiện, sau đó bị nuốt mất 1/3. Thú vị thật, dường như Bạch Lê Hiên thắng rất dễ dàng. Nói không chừng danh ngạch của nhóm 2 sẽ có hắn trong đó. Sự tỉnh táo của Bạch Lê Hiên khiến mắt nhiều người tỏa sáng, có cảm giác cơ hội tiến vào vòng trong của hắn ta rất lớn. Bất giác, Lâm Nhất đã đấu được 7 trận, đều thắng được một cách tương đối nhẹ nhàng, trong số đó, có vài người đã chủ động nhận thua. Long ảnh của hắn đã lẳng lặng nhảy lên độ cao 4 trượng, tiến bộ cực nhanh. Lâm Nhất đấu 7 trận toàn thắng, tuy nhiên, danh tiếng trong tổ 4 đều bị Nam Cung Vãn Ngọc, Lý Mộ Bạch và Lâm Đào của Huyền Dương Điện cướp mất. Đặc biệt là Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch, đến vòng xếp hạng bảng 100, cuối cùng, thực lực của bọn họ cũng đã lộ ra đôi chút. Kiếm pháp của hai người này có đầy đủ phong thái, kiếm của Nam Cung Vãn Ngọc lạnh lẽo như trời đông giá rét, mũi kiếm đi đến đâu, dường như có thể đóng băng toàn bộ nơi đó. Trong trận chiến nổi bật nhất của hắn ta, kiếm vừa ra được nửa tấc, ánh sáng lạnh lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn đóng băng đối thủ, khiến người xem vô cùng kinh hãi. Vừa nhanh lại vừa lạnh, quả thật khó mà chống đỡ được. Kiếm của Lý Mộ Bạch thì phân hợp đều hoành tráng, phân hóa lực lượng, chỉ điểm sơn hà. Kiếm của hắn ta chất chứa một loại khí phách to lớn, khoảnh khắc kiếm quang minh mông lóe lên, dường như có một bức sơn hà đồ được trải rộng ra, đại khí mà hào hùng. Biểu hiện kinh diễm của hai đại kiếm khách khiến lòng người rung động không thôi, thế mới biết Nam Hoa Thất Anh cũng có phân cao thấp. Bất kể là Lý Mộ Bạch hay Nam Cung Vãn Ngọc thì cũng mạnh hơn rất nhiều so với Tịch Phong, yêu nghiệt mà Lâm Nhất đã đánh bại trước đó. Nhiều người thầm nghĩ, Tịch Phong đứng hàng thứ 10 trên bảng Long Vân ắt có cái lý của nó, có lẽ thực lực của hắn ta thật sự ở kế cuối. Còn Lâm Đào, hắn ta thể hiện khí chất hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nho nhã của mình. Quyền pháp của người này khủng bố tuyệt luân, lại dữ tợn và bá đạo. Mỗi một quyền đánh ra đều hệt như núi lửa phun trào, sóng nhiệt cuồn cuộn vô cùng vô tận lan ra. Quyền mang chấn động khiến mặt nước xung quanh đài Thăng Long bị kích thích, hình thành những con sóng cao gần mấy trăm trượng, thoạt nhìn hệt như một dãy núi nhấp nhô. Uy áp cực kỳ bá đạo đến từ ngọn lửa kia khiến mọi người vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn ta đã tu luyện Huyền Dương Quyết đến tầng bao nhiêu. Sự mạnh mẽ của ba người này mang đến cảm giác rất khác biệt. Bọn họ còn chưa giao đấu, nhưng với duệ khí từng người thể hiện có thể thấy rõ thái độ của ba người này đối với danh ngạch hạt giống ta mặc kệ ngươi là ai. Thậm chí, có người nhìn ra được dường như đám người này đang muốn thị uy với Lâm Nhất, danh ngạch hạt giống là chuyện của Nam Hoa Thất Anh, hắn đừng có chõ mũi vào, cũng đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào khác. Tu vi bán bộ thiên phách đỉnh phong. Nội tình hùng hậu của thế lực cấp bá chủ, công pháp cao cấp, sâu không lường được, ngộ tính cùng căn cốt đỉnh cao, rất khó tưởng tượng được, ngoại trừ Tam Tiểu Vương, còn ai có thể áp chế được ba người này. Thật ra đối thủ của bọn họ đều không quá mạnh, hoàn toàn không cần thiết phải phô trương thực lực như thế. Hề hề, người thì biết gì, trận tranh đấu danh ngạch hạt giống đã bắt đầu rồi, tình thế bắt buộc, ba người này không hề muốn yếu thế trước Lâm Nhất. Đúng vậy. Dù có thực lực khủng bố, nhưng nội tình của Lâm Nhất vẫn còn kém một chút, có lẽ không có hy vọng tranh đoạt danh ngạch hạt giống rồi. Tuy nhiên, trong tổ 4, hắn sẽ là một nhân tố bất lợi, nếu hắn nhằm vào ai, chỉ cần mạnh mẽ tiêu hao hết át chủ bài của đối thủ, việc này đối với bất kỳ người nào trong nhóm của Lâm Đào cũng sẽ là tổn thất cực lớn, không công làm lợi cho hai người còn lại.
Thì ra là thế, khó trách ba người này lần lượt bày ra thực lực của mình, hẳn là muốn cảnh cáo Lâm Nhất, để hắn biết khó mà lui, đừng lãng phí tinh lực trên người bọn họ. Nếu không, ép buộc quá mức, nói không chừng bọn họ sẽ khiến Lâm Nhất mất đi cơ hội tiến vào vòng trong. Trên khán đài, phần đông võ giả đang quan sát cuộc chiến ở tổ 4 đều nhìn ra được khí tức bất thường từ ba người Nam Cung Vãn Ngọc. Lâm huynh, ba người này hung hãn như vậy, hình như là nhằm vào huynh đấy. Trên ghế dự thi, Phong Giã lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Dù hắn ta không được nhạy bén nhưng vẫn có thể thoáng cảm nhận được ba người kia bày ra thực lực là muốn nhằm vào Lâm Nhất. Có à, Lâm Nhất tỏ vẻ không sao cả, thái độ cũng khá bình tĩnh. Phong Giã cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ không phải? Rõ ràng là đối thủ rất dễ giải quyết, cần gì phải gây ra động tĩnh lớn như vậy, ăn no dỗi việc à? Có lẽ là vậy, Lâm Nhất thờ ơ đáp, cứ cho là có đi, thì thế nào? Ba người này cũng quá coi thường hắn rồi, thật sự cho rằng hắn không có tư cách tranh đoạt danh ngạch hạt giống sao. Lại còn dùng loại thủ đoạn như thế để đe dọa hắn, cảnh cáo hắn đừng quấy rối, cứ như danh ngạch hạt giống đã sớm thuộc về bọn họ vậy. Nếu đã thế, cứ chờ xem. Không bao lâu sau, Lâm Nhất lại lần nữa ra sân. Đối thủ của hắn là Trương Hợp, một người không có danh tiếng, trước đó cũng không có biểu hiện gì chói mắt. Thật không ngờ. Ngay khi ra tay, hắn ta đã lập tức bày ra tu vi bán bộ thiên phách cực kỳ mạnh mẽ, thoáng chốc đã giết đến trước mặt Lâm Nhất, hệt như một con yêu thú hung hãn, lao thẳng về phía hắn. Hiển nhiên, một chiêu này hắn ta đã diễn luyện rất nhiều lần, vì không muốn bại lộ át chủ bài, Lâm Nhất buộc phải lui về sau. Giữa không trung, sát chiêu của Trương Hợp vô cùng hung mãnh, như bóng với hình, gần như lồng vào nhau, Lâm Nhất vừa đáp xuống đất, lại tiếp tục bị ép lui. Thấy thế, Lâm Nhất dứt khoát không rút kiếm, chỉ dùng thân pháp vờn nhau với hắn ta. Đối với các võ giả đang xem chiến, cảnh tượng trước mắt rất đáng kinh ngạc, bởi vì rất ít khi bọn họ thấy Lâm Nhất chật vật như vậy. Không ngờ, lúc này, hắn lại bị một kẻ vô danh liên tiếp ép lui, có cảm giác sắp thất bại đến nơi rồi. BOANG. Tuy nhiên, cục diện này cũng không kéo dài quá lâu, cuối cùng cũng đến lúc Lâm Nhất quyết định ra tay. Táng hoa ra khỏi vỏ, hắn nắm chặt chuôi kiếm, tùy ý đâm ra ngoài. Mũi kiếm hướng thẳng vào điểm sơ hở trong chiêu pháp của Trương Hợp. Kiếm quang xỏ xuyên qua vai phải hắn ta, máu tươi trào ra, cả cánh tay của Trương Hợp không cách nào nhấc lên nổi. Tên Trương Hợp này đúng là giỏi nhịn, từ đầu đến cuối vẫn một mực bất hiện sơn, bất lộ thủy, rõ ràng là có tu vi thâm hậu như thế mà lại. Ta nhớ ở vòng loại, hắn ta đã thất bại vài trận, suýt nữa bị đào thải nhưng vẫn quyết không để lộ tu vi chân chính. Đáng tiếc, đụng phải Lâm Nhất, nếu đổi lại là một con ngựa đen khác, nói không chừng đã bại trên tay hắn ta. Trận chiến này cũng đưa đến một vài chú ý, mọi người cảm thấy khiếp sợ trước khả năng ẩn nhẫn của Trương Hợp, nhưng lại càng kinh ngạc trước sự tỉnh táo và quyết đoán của Lâm Nhất. Ung dung bình tĩnh, nhất kích tất sát. Phong thái của kiếm khách được hắn phát huy một cách vô cùng tinh tế. Vốn định ra tay bất ngờ, ít nhất có thể đẩy ngươi vào tuyệt cảnh, ta nhận thua. Trương Hợp thở dài, có hơi uể oải nhận thua. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh nói, thật ra ta đã ở tuyệt cảnh rồi, không hề nhẹ nhàng như đã biểu hiện, tuy nhiên, kiếm khách tồn tại vốn là để không ngừng phá vỡ tuyệt cảnh. Lời này không hề giả, lúc ấy... Nếu không dùng đến át chủ bài đã chuẩn bị cho Nam Hoa Thất Anh, tình huống của Lâm Nhất quả thật rất hung hiểm. Có lẽ là vì hắn đã trải qua tuyệt cảnh quá nhiều, cho nên không hề kinh hoàng, một lòng hướng kiếm, bình tĩnh đến đáng sợ, chẳng mấy chốc, hắn đã nghĩ ra cách đối phó. Trường hợp thoáng sững sờ, những lời của Lâm Nhất khiến hắn ta như chạm đến thứ gì đó ở nơi tối tăm. Sau một hồi trầm ngâm, hắn ta mới nói một cách đầy ẩn ý, có lẽ đây mới là chênh lệch thực sự giữa ngươi và ta. Sau khi hai người xuống đài, Lâm Đào, đại đệ tử của Huyền Dương Điện, ra sân. Soạt. Sự xuất hiện của hắn ta dẫn đến một loạt tiếng reo hò, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Trong các trận đấu trước đó, người này luôn cố sức phô bày thực lực, chiêu pháp bá đạo mà dữ tợn, khiến người xem cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Có cảm giác phấn khích đến mức nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, lần này đã khiến mọi người thất vọng,
đối thủ của hắn ta trực tiếp chọn bỏ quyền. Không thú vị, sắc mặt Lâm Đào không chút cảm xúc, trông vô cùng lạnh lùng, tuy đã giành chiến thắng nhưng hắn ta không có ý xuống đài. Ngay khi mọi người cảm thấy nghi hoặc, bỗng nhiên Lâm Đào xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất. Đồng tử hắn ta co mạnh lại, trong đó có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt như sao trời, duệ khí sắc bén và ác liệt xuyên thủng hư không, đâm thẳng về phía Lâm Nhất. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt hồ Cửu Long ầm ầm dậy sóng, từng con sóng phập phồng như một ngọn núi cao ngất, đài Thăng Long cực kỳ to lớn bỗng chốc biến thành một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa biển rộng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có dấu hiệu lật úp. Việc này, tu vi khủng bố như thế khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Còn chưa hết, lại thêm một ngọn lửa uy nghiêm ào ào bộc phát từ trên người Lâm Đào, phía sau hắn ta lập tức hình thành hơn 10 ngọn sóng cao ngàn trượng, sóng nước hùng vĩ dựng thẳng giữa trời, hệt như những dãy núi sừng sững, nguy nga và hào hùng. Lâm Đào duỗi tay ra, dựng thẳng ngón cái hướng về Lâm Nhất, rồi từ từ xoay tay xuống. Hắn ta mấp máy môi, không phát ra âm thanh, nhưng nhìn khẩu hình có thể thấy rõ được đó là ba chữ, ngươi. Không, được. Khoảnh khắc thủ thế ẩn chứa sự nhục nhã và khiêu khích hoàn thành, 10 cột nước hùng vĩ như một dãy núi phía sau hắn ta ầm ầm bốc cháy. Lửa cháy hừng hực không ngừng hòa tan cột nước, có nhiệt khí mênh mông lan ra như sương mù. Cảnh tượng rung động như thế khiến rất nhiều võ giả không khỏi hít một ngụm khí lạnh, xem đến ngây dại. Bị lửa thiêu đốt, cột nước khổng lồ nhấp nhô trên hồ Cửu Long hệt như những cột băng từ từ bị hòa tan. Ánh lửa ngập trời, khói đen dày đặc. Lâm Đào của Huyền Dương Điện đứng giữa đài Thăng Long, toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt, mang đến cho người ta cảm giác tựa như một vị thần uy nghiêm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, hiển nhiên, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt gây chấn động. Khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc tu vi phải khủng bố đến mức nào mới có thể tạo thành dị tượng đáng sợ như vậy chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, lực trùng kích của những dị tượng này so ra đều kém hơn thủ thế khiêu khích mà Lâm Đào hướng về Lâm Nhất, bởi lẽ, trong thủ thế đó ẩn chứa sự nhục nhã cùng miệt thị. Đến khi lửa đã thiêu rụi tất cả, Lâm Đào mới ném cho Lâm Nhất một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời khỏi giữa ánh lửa lập lòe. Dị tượng thật đáng sợ, sao có thể làm được như vậy chứ? Tu vi của hắn đã mạnh đến mức không hợp thói thường rồi. Không phải chỉ cần tu vi mạnh mẽ là có thể làm được đâu, theo ta thấy, các cao thủ cảnh giới thiên phách cũng chưa chắc làm được, có lẽ là do Huyền Dương quyết. Đó là môn công pháp chân phái của Huyền Dương Điện, rất có thể Lâm Đào đã tu luyện đến tầng 12 đại viên mãn rồi. Hoàn toàn chính xác, hắn khống chế chân nguyên tỉ mỉ đến độ đáng sợ, cao thủ thiên phách có thể dễ dàng gây ra chấn động hình thành cột nước ngàn trượng, nhưng khiến cho màn nước ngàn trượng bất động thì quả thật đáng sợ. Lại nói, dùng lửa thiêu đốt dãy núi nước, hành động này rõ ràng là đang dương oai. Chưa hẳn, mỗi một hành động của Lâm Đào đều không đơn giản như các ngươi nghĩ. Sau khi Lâm Đào xuống đài, mọi người mới giật mình hoàn hồn, tiếng kinh hô vang lên không dứt. Hành động của hắn ta đã một lần nữa thay đổi cách nhìn của chúng võ giả về những yêu nghiệt đã có uy vọng, thời gian 4 năm, bọn họ đã trưởng thành đến một trình độ đáng sợ. Xét về bề dày kinh nghiệm, quả thật các tân tú trẻ tuổi không khỏi thua thiệt, có lẽ phải trao dồi thêm một vài năm nữa. Rốt cuộc thì tồn tại đạt trình độ cao nhất trong Nam Hoa Thất Anh không phải loại mà một kẻ xếp hàng kế cuối như Tịch Phong có thể đánh đồng. Ba người này khí thế hung hãn, khiến mọi người không khỏi lo lắng cho Lâm Nhất. Mỗi một người trong bọn họ, kẻ sau hung hăng hơn kẻ trước, đồng thời, đám người này không ngầm uy hiếp nữa, mà công khai, chỉ thẳng mặt Lâm Nhất mà nói. Ngươi không có tư cách tranh giành danh ngạch hạt giống. Tại vị trí của Thiên Yêu Các, khi nhìn thấy cảnh này, Viêm Long Tử không khỏi kinh ngạc. Có tia sáng vụt qua trong mắt hắn ta, một lát sau, như chợt hiểu ra, hắn ta liền nhếch miệng cười. Sư huynh, Lâm Đào bày ra khí thế to lớn như vậy là có ý gì? Bên cạnh hắn ta, có đệ tử Thiên Yêu Các tò mò hỏi. Viêm Long Tử cười lạnh, dễ hiểu thôi. Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc đều là kiếm khách, Lâm Nhất có thể cảm nhận trực quan mức độ chênh lệch với bọn họ. Trong tổ, dù Lâm Nhất không tranh giành danh ngạch hạt giống thì cũng phải cam đoan bản thân nổi bật, do đó, hắn chỉ có thể thua hai trận,
thua 3 trận thì có hơi mông lung rồi. Chắc chắn trong 3 người này, hắn phải dốc toàn lực đối phó với một người, không tìm đến 2 gã kiếm khách kia, vậy đương nhiên chỉ có thể tìm Lâm Đào rồi. Ra là thế. Mọi người nhanh chóng hiểu ra, không nói đến chuyện thua 3 trận có được nổi bật hay không, chỉ riêng việc thua 3 trận thì khí huyền hoàng đã bị cướp đoạt 7, 8 phần rồi. Chắc chắn Lâm Nhất không chấp nhận chuyện như vậy. Chắc hẳn tên Lâm Nhất kia rất khó chịu, hiện tại xem ra thực lực của Lâm Đào cũng không yếu hơn 2 người kia, lập tức có người lên tiếng. Viêm Long Tử lạnh giọng nói, khó chịu thì như thế nào, cũng vẫn phải ngoan ngoãn nhận thua mà thôi. Bằng không, một khi bị ép quá mức, 3 người kia có thể sẽ liều mạng để phế bỏ hắn. Đến lúc đó, đừng nói là tiến vào bảng 10, e là tiến vào bảng 20 cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cái gì mà công tử táng hoa, cùng lắm chỉ là một tên ngụy cao thủ mà thôi, trong mắt chúng ta, hắn chỉ là tôm tép nhãi nhép. Dù đã nhiều lần bị Lâm Nhất làm bẽ mặt, và cho hai má sưng vù, nhưng Viêm Long Tử vẫn tỏ thái độ khinh thường hắn như trước. Lại nói, lần này hắn ta rất có lòng tin, mặc kệ Lâm Nhất có khó chịu hay không, mặc kệ hắn có bằng lòng hay không thì đều phải ngoan ngoãn nhận thua 3 trận, trái lại, còn phải chủ động nhận thua mới được. Thật vậy sao? Viêm Long Tử chừng người nọ một cái, đối phương lập tức co rụt người. Hắn ta sầm mặt, lạnh lùng nói, đến lúc này, hắn ta còn bao nhiêu át chủ bài hả? Chờ xem đi, ta không tin tên phế vật kia có thể vả mặt ta tiếp. Hắn ta nói không nhỏ, khiến rất nhiều người không thuộc Thiên Yêu Các đều phải quay đầu nhìn sang. Hừ. Viêm Long Tử hừ lạnh một tiếng, không thèm để tâm đến ánh mắt của những người này. Tại vị trí của đế quốc Đại Tần, sắc mặt mọi người đều hết sức khó coi, nhất là Mai Hộ Pháp, ông ta đã giận đến xanh mặt rồi. Tại một sự kiện lớn như thế, bị khiêu khích trước mặt mọi người, hơn nữa kẻ khiêu khích còn là Lâm Đào của Huyền Dương Điện, một trong Nam Hoa Thất Anh, đương nhiên, sắc mặt mấy người Mai Hộ Pháp không thể nào đẹp được. Trái lại, nếu là người khác thì có thể cười cho qua, nhưng đối với trò khiêu khích của Lâm Đào thì thật sự không thể ngó lơ được, nói không dễ nghe một chút thì hắn ta đang vũ nhục Lâm Nhất. Đáng giận, tên này đúng là quá đáng. Nam Hoa Thất Anh thì giỏi lắm à? Phong Dã tức giận nói. Tuy nhiên, giọng của hắn ta không mấy tự tin, bất kể nhìn từ phương diện nào thì có vẻ như Lâm Đào cũng đủ vốn liếng để ngông cuồng. Với hành động gây chấn động lòng người vừa nãy, dù bọn họ có khó chịu bao nhiêu đi nữa thì từ tận đáy lòng vẫn là không phục cũng không được. Không sao, hắn làm vậy đồng thời cũng xác nhận thực lực của Lâm Nhất, dù sao thì những người khác còn chưa đủ tư cách để hắn khiêu khích, Từ Tuyết Hy lên tiếng an ủi. Nhưng hiển nhiên, không có bao nhiêu hiệu quả. Lai giả bất thiện. Lâm Nhất thầm nghĩ. Phong Dã sốt ruột nói, Lâm Nhất, huynh nói gì đi chứ, huynh bằng lòng để mọi người chỉ trỏ như vậy à? Thế nhân ấm lạnh nào có liên quan gì đến ta? Lâm Nhất chỉ thờ ơ đáp lại một câu, rồi im lặng. Thật ra, đằng sau còn một câu nữa, nhưng hắn giấu trong lòng, không có ý định nói. Bởi vì bản thân hắn hiểu. Làm được thì không cần nói người trong thiên hạ cũng biết, còn một khi không làm được, có nói cách mấy cũng chỉ bằng thừa. Thế nhân ấm lạnh nào có liên quan gì đến ta? Có kiếm trong tay, chém là được. Lâm Đào nhằm vào Lâm Nhất. Việc này đã tạo thành sóng gió không nhỏ tại hiện trường rộng lớn, mãi một lúc lâu sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi hai đối thủ có sức nặng ra sân, đám đông mới rời sự chú ý. Tổ 1, Ô Tiếu Thiên đấu với Tịch Phong. Tịch Phong xếp hàng thứ 10 trên bảng Long Vân, đứng trong hàng ngũ Nam Hoa Thất Anh, trong trận đấu với Tuyệt Trần của Thanh Mộc Các, tuyển thủ đứng vị trí thứ 7 trên bảng Long Vân, hắn ta đã dùng một chiêu định thắng bại. Trận chiến kia diễn ra trong chớp nhoáng, có thể nói là kinh tâm động phách, khiến người xem rung động không thôi. Đáng tiếc, hắn ta lại thua trong tay Lâm Nhất, tuy do có phần chủ quan khinh địch. Và không dùng đến át chủ bài, nhưng thua chính là thua, dù sau đó có biểu hiện chói mắt thế nào thì cũng không tạo thành bao nhiêu gợn sóng. Trái lại, Ô Tiếu Thiên, tên ngoan nhân xếp hạng thứ 11 trên bảng Long Vân, có khí thế ngày càng hung hãn. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn ta chưa thua trận nào, có thể nói là danh tiếng lên cao, hai người giao đấu đã đưa đến sự chú ý không nhỏ.
Chiến ý của Ô Tiếu Thiên tràn đầy, ánh mắt mang theo tính xâm lược cực mạnh, duệ khí hoàn toàn bộc lộ. Thái độ của hắn ta khiến Tịch Phong cực kỳ bất mãn, lạnh giọng nói, chó mèo đâu đâu lại nghĩ có đủ tư cách giao đấu với ta. Ô Tiếu Thiên, ngươi chưa vào được bảng 10 bảng Long Vân, nếu không phải đụng với Khương Tử Diệp, sợ rằng ngươi cũng không đi đến bước này được đâu. Ô Tiếu Thiên cười nói, có tư cách hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi. Đúng, ngươi cũng sẽ sớm biết, Tịch Phong híp mắt cười lạnh, lần này cũng sẽ như lần trước, ngươi không có tư cách tiến vào bảng 10 bảng Long Vân, ít nhất thì ngươi không qua được ải của ta. Từ sau khi bại bởi Lâm Nhất, Tịch Phong vẫn luôn muốn tìm đối thủ có sức nặng để lấy lại danh dự, hiển nhiên, Ô Tiếu Thiên là một lựa chọn vô cùng thích hợp. Tịch Phong quát to một tiếng, khí tức bùng nổ, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua khoảng cách gần ngàn mét, vỗ xuống một trường. Ầm ầm. Một trường này đánh xuống, lửa cháy ngập trời, âm thanh như sấm rền, khói lửa vô cùng vô tận hình thành lốc xoáy, đây chính là quyền pháp sở trường của Tịch Phong Thiên Viêm Quyền. Phá cho ta. Ô Tiếu Thiên cười lạnh, sâu trong mắt hắn ta lóe lên tia khinh thường, trực tiếp nghênh đón. Trong tiếng va chạm kịch liệt, huyết quang cùng ánh lửa nổ tung tóe. Yên vũ mông mông. Sắc mặt Tịch Phong lạnh lùng, một kích không thành lại tiếp tục thi triển sát chiêu, mưa bụi mênh mông đổ xuống, sương mù mờ mịt, nhưng mỗi một giọt mưa lại được ngưng tụ từ ngọn lửa thuần túy, một giọt mưa lửa có thể dễ dàng phá vỡ núi đá, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phối hợp với ý chí hỏa diễm mạnh mẽ của hắn ta, sát chiêu đột ngột bùng nổ này đã đưa đến hiệu quả bất ngờ. Trong lúc Ô Tiếu Thiên phất tay ngăn cản, quần áo của hắn đã bị thiêu rụi, chân nguyên hộ thể cũng bị đục ra nhiều lỗ thủng, mưa lửa nhỏ xuống thân thể hắn tạo thành những vết thương cực kỳ đáng sợ. Dường như, mưa lửa đang thiêu đốt chân nguyên hộ thể của Ô Tiếu Thiên ngày càng có xu hướng mở rộng. Huyết ngục đoạn hồn. Nhưng Ô Tiếu Thiên lại chẳng chút sợ hãi, huyết sát tràn ngập toàn thân hắn ta, thoáng chốc ngưng tụ thành luyện ngục huyết quang cực kỳ đáng sợ, trong luyện ngục có một cái đài đoạn đầu hung hăng đánh tới. Hắn nở nụ cười dữ tợn, gào thét xông đến, mỗi một quyền huyết ngục lại cô đọng thêm vài phần. Còn cái đài đoạn đầu tràn đầy âm khí kia thì càng ngày càng ngưng thực, đến cuối cùng, nó tồn tại chân thật như một món bảo khí. Ầm, 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 ầm. Tiếng nổ mạnh đan xen giữa tiếng gào rú không dứt, Tịch Phong liên tục bị ép lui về sau, hắn ta đã bắt đầu có biểu hiện hụt hơi. Chớ có ngông cuồng. Tịch Phong chợt quát to một tiếng, hai đấm vung ra, giữa không trung, mây lửa ngưng tụ thành một chiếc thuyền chiến cổ xưa. Hắn ta liên tục vung quyền, theo đó, thuyền chiến cũng không ngừng oanh kích. Tạch, tạch, tạch. Chân nguyên hỏa diễm diễn hóa thành thuyền chiến không ngừng va chạm đài đoạn đầu trong luyện ngục, mỗi một lần va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Vô số đốm lửa nổ tung giữa không trung, ý chí hỏa diễm đáng sợ ẩn chứa bên trong đó khiến cho dị tượng trên đài Thăng Long ngày càng trở nên khủng bố. Dựa vào thế công cuồng bạo kia, cuối cùng, Tịch Phong cũng ổn định được cục diện, dần chiếm được tiên cơ. Thiên nộ. Một chiêu đắc thế. Tịch Phong không muốn để Ô Tiếu Thiên có cơ hội phản công, thế nên sau khi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bỗng sau lưng hắn ta mọc ra một đôi cánh bằng lửa khổng lồ. Đôi cánh kia cực kỳ giống cánh chu tước, trông rất có thần tính, nó ôm lấy cơ thể hắn ta rồi phóng vọt lên trời. Khi khí thế tăng vọt đến đỉnh điểm, đôi cánh lửa đang ôm lấy hắn ta bỗng dương mạnh ra. Xoạt! Đôi cánh vừa dang rộng ra, hào quang liền bộc phát. Uy lực của ngọn lửa còn sót lại thiêu đốt toàn bộ tầng mây phía trên đài Thăng Long. Vòm trời hừng hực cháy, thoạt nhìn như đang phát ra tiếng gào thét kinh hồn. Ngay khi mọi người cảm thấy Tịch Phong sắp kết thúc trận đầu, bỗng một luồng huyết quang như tia sáng bắn thẳng lên trời. Là Ô Tiếu Thiên. Huyết sát trên người hắn ta thình lình bốc cháy, với tốc độ ngang bằng ánh sáng, ngọn lửa đỏ như máu vô biên vô tận phía sau hắn ta bỗng ngưng tụ thành 9 con huyết diễm độc mãng dài trăm trượng. Rầm. Tịch Phong còn chưa kịp thi triển sát chiêu khủng bố kia thì Ô Tiếu Thiên đã bùng nổ, hắn ta dùng một quyền đánh ngã Tịch Phong. Phụt. Giữa không trung, Tịch Phong phun ra một ngụm máu tươi, kế đó rơi thẳng xuống hệt như một bao cát, trông vô cùng thê thảm. Trận này Ô Tiếu Thiên thắng. Trọng tài chỉ liếc mắt đã phân rõ thắng bại, liền cao giọng tuyên bố.
Soạt. Ngay lập tức, khí huyền hoàng trên người Tịch Phong mất đi một nửa, long ảnh của hắn ta cũng trở nên mờ nhạt, lúc này, sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi. Phế vật, giờ đã biết ai mới là người không có tư cách tiến vào bảng 10 rồi chứ? Ô Tiếu Thiên đáp xuống, liếc nhìn Tịch Phong đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt hắn ta lạnh lùng và kiêu ngạo, trong mắt tràn ngập khinh thường. Từ trước đến nay, hắn ta vốn không phải người tốt tính, bản thân lại tu luyện tà công, cho nên trong quần Long Thịnh Yến, người này nổi danh là ngoan nhân. Một câu phế vật lập tức khiến Tịch Phong tức điên lên, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, trải nghiệm của Tịch Phong trong quần Long Thịnh Yến lần này có chút bi thảm. Thua trên tay Lâm Nhất thì thôi đi, ít nhất thì với tính tình của Lâm Nhất, hắn sẽ không cố ý nói mấy lời khó nghe để làm nhục người khác. Nhưng nào ngờ, trong vòng đấu tổ tại quần Long tranh tài, hắn ta lại bại bởi Ô Tiếu Thiên, hơn nữa còn bị tên này làm nhục một phen. Với tư cách là một trong Nam Hoa Thất Anh, ngày thường hắn ta luôn tỏ thái độ ngạo mạn, miệt thị hết thảy. Đã khi nào Tịch Phong phải chịu nhục như thế? Thế nhưng giới võ học vốn tàn khốc, mạnh được yếu thua, nào có chỗ cho ngươi phản bác. Thắng làm vua, thua làm giặc, tài nghệ không bằng người, bị mắng là phế vật cũng phải cam chịu, dù có bất mãn hơn nữa thì cũng phải nuốt uất ức vào bụng. Ô Tiếu Thiên này thật không đơn giản, so với trong tưởng tượng của ta thì mạnh hơn rất nhiều, trận chiến này thoạt nhìn như mạo hiểm, nhưng có vẻ như hắn ta còn chưa dùng hết toàn lực. Ha ha, ta cảm thấy tên Tịch Phong kia đúng là có tiếng không có miếng, trước thua trong tay Lâm Nhất thì cũng thôi đi, giờ lại tiếp tục thua Ô Tiếu Thiên, mà người ta còn chưa dùng hết toàn lực đấy. Đúng là thế, trước kia cứ có cảm giác Lâm Nhất thắng hắn ta quá dễ dàng, thật sự làm nhục uy danh của Nam Hoa Thất Anh. Chắc là loại đầu đường xó chợ gì rồi. Tịch Phong xuống đài, lúc này, mặt hắn ta đã đen như đáy nồi, trông vô cùng khó coi. Nhất là khi nghe có người nói mình chỉ là thứ đầu đường xó chợ, hắn ta tức suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Tịch Phong chỉ là tồn tại đứng cuối Nam Hoa Thất Anh, thế nhưng nói hắn ta là loại đầu đường xó chợ thì quả thật có hơi oan ức. Dù sao thì trước đó, khi hắn ta chỉ dùng một chiêu định thắng bại, thậm chí còn bày ra thực lực cao hơn Tuyệt Trần một bậc, hiển nhiên, người này không yếu, chỉ do đụng phải đối thủ quá mạnh mà thôi. Đại chiến tiếp tục diễn ra, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chẳng mất chốc đã đến xế chiều. Trong lúc đang chờ đợi đối chiến, chợt, Lâm Nhất nghe thấy một loạt tiếng hoan hô, dường như có tuyển thủ rất được chào đón ra sân. Là nàng. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn sang, trên đài Thăng Long của tổ 2 xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, Khuynh Nhược U. Hắn không mấy quan tâm đến nữ tử này, trước đó, rất nhiều lần nàng ta ra sân, hoặc do bở lỡ, hoặc do hắn không thèm chú ý đến. Giờ ngẫm lại, hình như hắn chưa từng xem nàng ta đấu với người khác lần nào, do đó, cũng không cách nào nắm rõ được thực lực của nàng ta. Phong thái nữ tử này vẫn như trước, kia, nàng ta luôn được mọi người xưng tụng là tuyệt sắc khuynh thành, tuy rằng từ sau khi Nguyệt Vi Vi xuất hiện, Khuynh Nhược U có hơi mờ nhạt, nhưng suy cho cùng thì nàng ta cũng có thực lực bất phàm, không đơn giản chỉ là một cái bình hoa, sau vài trận thi đấu, danh tiếng của nàng ta ngày càng lên cao. Lâm Nhất liếc nhìn thêm vài lần, rồi quay sang nơi khác, nhắm mắt dưỡng thần, như trước, hắn chẳng muốn để tâm đến Khuynh Nhược U. Nhưng, vừa mới nhắm lại, đột nhiên, hắn lại mở mắt ra. Tổ 2 à, hình như Nguyệt Vi Vi cũng ở trong tổ 2, theo như quy tắc đấu tổ, bất kể thế nào thì hai nữ tử này vẫn phải đấu một trận. Xem thử xem sao, nghĩ đến đây, Lâm Nhất lại lần nữa nhìn sang đó. Đối thủ của Khuynh Nhược U là Hứa Văn Bân, một đệ tử của Bắc Tuyết Sơn Trang, đứng hàng thứ 21 trên bảng Long Vân kỳ trước. Tuy nhiên, lần này hắn ta đã lĩnh ngộ được kiếm ý Tiên Thiên Đại Thành, trong số các đệ tử của Bắc Tuyết Sơn Trang, hắn ta xem như xếp thứ 2 sau Nam Cung Vãn Ngọc, được tông môn đặt rất nhiều kỳ vọng. Còn Khuynh Nhược U, trên bảng Long Vân kỳ trước, nàng ta xếp hạng 20, so với Hứa Văn Bân thì cao hơn một bậc. Ta biết rất rõ thực lực của cô, Hứa Văn Bân cầm bảo kiếm trong tay, bình tĩnh nói. Khuynh Nhược U thản nhiên đáp, ta cũng biết rõ thực lực của ngươi, không hề mạnh như người ngoài tưởng tượng. Có lẽ vậy. Hứa Văn Bân không giận,
chỉ là trong mắt lóe lên duệ khí cực kỳ lợi hại. Bang! Kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Văn Bân ra tay trước, dưới sự gia trì của kiếm ý đại thành, kiếm quang mạnh mẽ và lạnh lẽo hội tụ thành kiếm mang chói mắt. Chẳng mấy chốc, kiếm mang khổng lồ đã chém xuống, tạo thành dòng khí cực kỳ dữ dội, tựa như có thể thổi bay Khuynh Nhược U bất cứ lúc nào. Tử Nguyệt Vô Hoa. Khuynh Nhược U kết ấn, một vầng trăng tím bay lên, tay phải kết ấn chỉ về phía kiếm mang lóe lên như tia điện. Giác. Chỉ trong nháy mắt, kiếm mang trông cực kỳ kinh khủng kia đã lập tức nổ tung. Tiếp tục. Hứa Văn Bân cầm thanh kiếm sắc bén trong tay vung lên, trong kiếm quang tung bay, kiếm thế cuồn cuộn tựa như một con ác long đang bay lượn, như muốn nuốt chửng mọi thứ, tông đổ núi sông vạn dặm. Kiếm pháp khí phách, mang theo chút phong cách của Lý Mộ Bạch. Khung cảnh khiến rất nhiều người sáng mắt lên, tuy kiếm pháp còn yếu hơn Nam Cung Vãn Ngọc, Lý Mộ Bạch và Lâm Nhất một chút, nhưng nhìn khắp một vòng quần long thịnh yến, cũng chẳng có mấy người hơn được hắn ta về kiếm pháp. Nét mặt của Khuynh Nhược U thoáng trở nên nặng nề, thân thể nàng ta bắt đầu biến ảo theo kiếm quang, váy dài tung bay, liên tục chỉ tay về phía trước. Những vầng trăng màu tím không ngừng di chuyển như thủy triều, sát chiêu trông có vẻ không mạnh lắm, nhưng lại lặng lẽ hóa giải sát chiêu của Hứa Văn Bân. Keng, keng, keng. Sau khi giao thủ mấy chục chiêu, kiếm thế của Hứa Văn Bân hoàn toàn bị áp đảo, trong lúc không phát hiện ra, vầng trăng tím trên bầu trời đã di chuyển được một khoảng cách. Lâm Nhất nhạy bén phát hiện ra chi tiết này, nhớ tới điểm kỳ lạ trong Tử Nguyệt Tâm Kinh, lập tức biết Hứa Văn Bân thua rồi. Chân nguyên của mình. Lúc này, Hứa Văn Bân trên đài đột nhiên hoảng sợ phát hiện chân nguyên của hắn ta đang dần tiêu hao sạch mà hắn ta lại không hề phát hiện ra. Nói một cách chính xác thì không phải là tiêu hao hết, mà là vầng trăng tím trên bầu trời đang lặng lẽ hấp thu chân nguyên của hắn ta. Sắc mặt Hứa Văn Bân thay đổi, Khuynh Nhược U đang chiến đấu với hắn ta đột nhiên bay lên trời, đâm một kiếm về phía vầng trăng màu tím kia. Bên dưới ánh trăng, không nơi ẩn mình, người phát hiện muộn quá rồi. Dưới trăng tím sáng rực, trong đôi mắt bình tĩnh của Khuynh Nhược U thoáng lộ vẻ lạnh lùng, nàng ta chỉ ngón tay, vầng trăng tím trên không trung lập tức như bốc cháy. Ánh trăng chói mắt khiến Hứa Văn Bân gần như không thể mở mắt, kiếm thế vốn rất mạnh mẽ cũng xuất hiện vô số sơ hở. Ầm. Động tác chỉ ngón tay chứa đựng uy năng mạnh mẽ chỉ thẳng lên kiếm quang của Hứa Văn Bân, kiếm quang nổ tung, bả vai của hắn ta bị đâm thủng, người mềm nhũn ngã xuống. Lợi hại, có vẻ Khuynh Nhược U có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Chiến thắng của Khuynh Nhược U khiến nàng ta càng được chú ý hơn, trước khi xuống đài, nàng ta không biết vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Nguyệt Vi Vi, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Nữ nhân này, Lâm Nhất nhíu mày, nàng ta không được chia chung nhóm với hắn, có khi nào sẽ chút giận lên Nguyệt Vi Vi không? Nghĩ đến tính cách của nữ nhân này thì thật sự khó nói lắm. Thời gian dần trôi, thi đấu giữa các nhóm vẫn tiến hành tuần tự, nhưng rõ ràng nhóm 4 được chú ý hơn các nhóm khác rất nhiều. Đặc biệt là Lâm Nhất, chỉ cần hắn ra trận sẽ lập tức được rất nhiều người chú ý. Lâm Nhất cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bách chiến bách thắng, bình tĩnh chiến thắng từng trận đấu. Vì thắng liên tục, cho nên long ảnh của hắn cũng lặng lẽ dài ra 7 trượng. Lúc đến vòng thứ 17, vào khoảnh khắc chiến thắng được đối thủ, long ảnh của Lâm Nhất đã dài tới 8 trượng. Long ảnh dài gần 30 mét bay lượn trên không trung, trông cực kỳ đáng sợ, linh khí tràn ra, mắt thường cũng có thể phát hiện nó đã không còn là hư ảnh nữa. Đây có thể nói là một trong 10 long ảnh dài nhất ở đây, long ảnh gầm thét, uy thế cuồn cuộn. Thậm chí Lâm Nhất còn nhạy bén phát hiện long khí ẩn chứa bên trong long ảnh đã lớn mạnh hơn nhiều. Thậm chí lúc bay vào trong người còn có thể tăng cường sức mạnh cho thân thể. Không cần cố gắng luyện hóa, chân nguyên đã tiêu hao vẫn nhanh chóng được bổ sung, tinh khí thần cũng được nâng cao. Long ảnh này quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Bây giờ Lâm Nhất rất tò mò, nếu giành được vị trí đầu bảng, hoàn toàn luyện hóa long khí này sẽ nhận được lợi ích gì. Sau khi kết thúc trận đấu, mọi người đều nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt rất thất vọng, thậm chí mơ hồ còn tỏ vẻ đáng tiếc. Nhiều người đều cảm thấy với khí thế của Lâm Nhất, sau khi bị Lâm Đào khiêu khích sẽ tấn công đối phương bằng phương thức bá đạo hơn.
Nhưng nhiều trận đấu trôi qua như thế, Lâm Nhất vẫn luôn thắng một cách vừa đủ, không hề có ý để lộ khí thế của mình. Chưa nói đến dị tượng đáng sợ khiến xung quanh chấn động của Lâm Đào, mà ngay cả kiếm thế khiến người ta không dám nói tiếng nào của hai kiếm khách là Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch cũng có chỗ không bằng. Xem ra Lâm Nhất chịu thua rồi. Đành chịu thôi, dị tượng trước đó của Lâm Đào quá đáng sợ, ít nhiều gì Lâm Nhất cũng phải biết rõ thực lực của bản thân chứ. Đáng ghét, tức quá, chỉ có thể nhìn Lâm Đào kiêu căng như thế thôi. Chứ có thể làm sao được, nền tảng của Lâm Nhất vẫn còn khá tệ. Nhưng dù chịu thua 3 trận, tỷ lệ vào vòng của Lâm Nhất vẫn rất cao, có điều đoán chừng khí huyền hoàng sẽ chẳng còn bao nhiêu. Tiếng thở dài liên tục vang lên, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu, vừa tiếc nuối vừa bất đắc dĩ. Trên chỗ ngồi của Huyền Dương Điện, mấy đệ tử của Huyền Dương Điện đều nở nụ cười. Sư huynh, hình như Lâm Nhất này sợ rồi. Ha ha, không sợ thì có thể làm gì, chẳng lẽ thật sự dám ra tay với sư huynh chắc? Sư huynh không lấy được danh ngạch hạt giống chắc chắn sẽ đánh hắn tàn phế, mất luôn cả tư cách thăng cấp. Lâm Đào cười nhạt, coi như tiểu tử này biết điều, nếu không sẽ khá là khó xử lý. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ có lợi cho Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch. Đã định sẵn là không thể lấy được danh ngạch hạt giống thì tốt nhất là chịu thua, nếu không đừng trách hắn ta lòng dạ độc ác. Trên chỗ dự thi, Lâm Nhất tỏ vẻ bất đắc dĩ, giác quan thứ 6 của hắn rất nhạy bén, cũng nghe thấy rất nhiều lời bàn tán. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn như thế, cố gắng giành lấy chiến thắng mà ít mất sức nhất, chưa từng có suy nghĩ thể hiện tất cả thực lực của bản thân. Nhưng thật sự không ngờ rằng giành lấy chiến thắng theo cách của bản thân vẫn bị chỉ trích như thế, bị cho rằng đó là biểu hiện của sự nhượng bộ. Lâm Nhất, ngươi thật sự muốn từ bỏ việc tranh đoạt danh ngạch hạt giống à? Thế cũng được, có thể có được thành tích như hiện tại, thập tam gia và lão các chủ đã rất vui rồi, không cần phải quá áp lực. Mai Hộ Pháp nở nụ cười, rõ ràng không muốn tạo áp lực cho Lâm Nhất. Lâm Nhất há miệng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn không nói gì. Chiến đấu chia nhóm cũng không còn bao nhiêu trận nữa, sớm muộn gì cũng gặp phải ba người kia, người ngoài sẽ biết được câu trả lời của hắn nhanh thôi. Sau khi xem thêm mấy trận chiến của nhóm khác, giọng nói của trọng tài nhóm 2 vang lên bên tai. Nhóm 4, Lâm Nhất chiến đấu với Lâm Đào. Soạt. Trọng tài vừa nói xong, hội trường khi nãy còn đang xôn xao lập tức trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngay cả mấy người nhóm Vũ Hạo Thiên và Viêm Long Tử cũng không ngoại lệ, đều ngẩng đầu nhìn về hướng này. Cho dù thế nào thì trận chiến này vẫn phải diễn ra, ngựa chiến mạnh nhất đang giữ chuỗi thắng liên tiếp, chưa từng thua trận trong quần Long Thịnh Yến kỳ này, truyền kỳ bất bại của hắn cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt rồi. Nét mặt Lâm Đào rất dịu dàng, ung dung bình tĩnh. Hắn ta rất chắc chắn Lâm Nhất sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Trận chiến này, hắn ta không cần ra sân, chỉ đợi đối phương chịu thua là được. Nhưng không ai ngờ rằng Lâm Nhất vẫn như trước, cầm kiếm táng hoa bay lên không trung. Một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi, không chút do dự. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Nhất đã đáp xuống đài Thăng Long, trong mắt hắn lóe lên tinh mang như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy phong mang. Nụ cười trên mặt Lâm Đào trở nên cứng đờ, sắc mặt cũng tối đen lại. Lâm Nhất, ngươi là cố chấp muốn đối nghịch với ta, khiến ta không thể lấy được danh ngạch hạt giống đúng không? Lâm Đào vẫn không đứng dậy, hắn ta cắn răng nghiến lợi nói với khuôn mặt không chút cảm xúc. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, dường như hắn ta nói thế cũng không có gì là sai, hắn bèn đáp lời, ngươi nói đúng, nhưng Lâm Mỗ cũng không nhằm vào ngươi. Danh ngạch hạt giống đương nhiên không thể nhường. Đã là mục tiêu từ đầu của hắn, nhưng hắn thật sự không có ý nhằm vào Lâm Đào, hắn là nhằm vào tất cả những người trong nhóm 4, chỉ trường hợp bao gồm cả đối phương mà thôi. Lâm Đào ngồi trên ghế thí sinh ra sầm mặt, lúc này, nét mặt luôn rất dịu dàng của hắn ta trở nên giống như ác quỷ tu la bò ra từ trong địa ngục. Khuôn mặt thanh tú tràn ngập sự lạnh lẽo và hung ác nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn ta chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt ngút trời tựa như cuồng phong vô tận xuất hiện. Vù! Làn sóng nhiệt kia nổ tung trên khán đài,
khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó chịu, cố hết sức chịu đựng, bọn họ đều cảm nhận được sự tức giận của Lâm Đào. Người ngoài có thể hiểu được chắc chắn Lâm Nhất không muốn thua liên tục 3 trận, dưới tình huống biết bản thân không thể chiến thắng hai kiểm khách còn lại, Lâm Nhất bèn đặt mục tiêu lên Lâm Đào. Cho nên mới xem thường lời nói của hắn ta. Đặc biệt là trước đó hắn ta đã rất nghiêm túc cảnh cáo, đến bây giờ dị tượng đáng sợ kia vẫn khiến người ta khó mà quên được. Vốn cứ tưởng Lâm Nhất không để lộ phong mang, giữ thái độ bình tĩnh là đã lựa chọn chịu thua. Không ngờ rằng lúc thật sự chiến đấu, hắn vẫn bình tĩnh bước lên đài Thăng Long, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Lâm Đào vô cùng tự tin cho rằng Lâm Nhất sẽ chịu thua như vừa bị tát mạnh một cái. Vù! Gió mạnh nổi lên, Lâm Đào đáp xuống đài Thăng Long, làn sóng nhiệt kia lập tức biến mất khỏi khán đài, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải nhằm vào ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giành được danh ngạch hạt giống sao? Lâm Đào hoàn toàn không tin lời Lâm Nhất, rõ ràng là đối phương nhằm vào hắn ta, không muốn thua liên tiếp 3 trận, cho nên xem hắn ta như một điểm đột phá. Chỉ có thể nói là Lâm Nhất đã đưa ra một quyết định chắc chắn sẽ khiến hắn hối hận. Có gì không ổn à? Nhưng ai ngờ Lâm Nhất lại thẳng thừng hỏi ngược lại. Lâm Đào thoáng ngây người, sau đó nhìn Lâm Nhất như đang xem kịch, trên mặt lộ vẻ châm chọc, giễu cợt nói, thắng mấy con tép diêu đã tưởng bản thân là vô địch, nếu ngươi có thể lấy được danh ngạch hạt giống, thì quần long tranh tài chẳng phải là một trò đùa sao, ngươi không xứng. Lâm Đào ta sẽ là người đầu tiên thấy không phục. Nếu không phục, Lâm Nhất nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt không thay đổi, dừng lại một lát rồi nói tiếp, vậy thì cứ đợi bị táng hoa chém đi. Oanh! Vừa dứt lời, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Lâm Nhất đã lóe lên phong mang vô cùng sắc bén. Hắn lặng lẽ điều động tử diện kiếm quyết, áo xanh tung bay, kiếm ý quanh quẩn trên người không ngừng dâng trào. Ha ha ha! Nghe thấy thế, Lâm Đào cười to, lạnh lùng nói, ta từng gặp rất nhiều kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ai ngông cuồng như ngươi. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi tỉnh táo lại, con đường thịnh yến của ngươi nên dừng lại ở đây rồi. Soạt. Ngay sau đó, Lâm Đào cười khẩy một tiếng, người di chuyển nhanh như tia chớp, nhưng lại giống như một ngọn núi lửa cao ngất nguy nga đang rung động, thân thể hắn ta biến thành một sợi dây đỏ như máu, mang theo uy thế ngút trời bao phủ lên người Lâm Nhất. Nhanh quá. Con người của Lâm Nhất thoáng co lại. Tốc độ của đối phương không chỉ nhanh mà còn vô cùng mạnh mẽ, nếu thiên tài bình thường bị hắn ta đụng trúng, chắc chắn lục phủ ngũ tạng sẽ nổ tung. Cộp, cộp, cộp. Lâm Nhất nhẹ nhàng di chuyển, kim ô ấn lặng lẽ nở rộ, cũng bắt đầu cử động. Đằng Vân Quyết cũng xem như một lá bài tẩy rất mạnh của hắn, không đến lúc cấp bách, hắn vẫn chưa muốn sử dụng, đó xem như cố ý cho người ngoài nhìn thấy một sơ hở. Lâm Nhất vừa mới di chuyển được nửa tấc, trước mặt hắn đột nhiên có ánh lửa nổ tung, một ngọn lửa kéo theo sóng nhiệt vô biên tấn công tới. Cùng lúc đó, Lâm Đào siết chặt năm ngón tay, quyền mang tựa như trường thương sắc bén đánh thẳng về phía Lâm Nhất. Hắn ta ra tay vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng là muốn đánh Lâm Nhất tàn phế, trừng phạt đối phương khiến hắn ta mất đi cơ hội tranh giành danh ngạch hạt giống. Dù sao giao thủ thế này rõ ràng là giúp cho Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch, Lâm Đào vừa nghĩ tới đã thấy cực kỳ tức giận, đương nhiên cũng sẽ không nương tay. Keng! Trong nháy mắt, Lâm Nhất rút kiếm khỏi vỏ, tiếng kim loại va chạm vang lên. Tia lửa bắn khắp nơi, dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra tứ phương. Hai tay của Lâm Đào giống như một thần binh sắc bén đã trải qua sự tôi luyện của lửa lớn, cứng rắn đến mức hơi đáng sợ. Xuất kiếm nhanh đấy. Nhìn thấy dưới tình huống bị uy áp hỏa diễm dồn ép mà Lâm Nhất vẫn có thể nhanh chóng rút kiếm, Lâm Đào không khỏi nhếch miệng cười, sau đó lạnh lùng nói, nhưng thiên tuyệt huyết ngục quyền này của ta chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Vừa dứt lời, trên quyền mang của hắn ta xuất hiện chút huyết mang, sắc bén tựa như gai độc, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Vụt! Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn chợt cảm nhận được một hơi thở vô cùng nguy hiểm. Vội vàng vung kiếm táng hoa trong tay lên. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Gần như trong nháy mắt đã có 18 tia kiếm quang ngưng tụ ra từ khí thế bôn lôi, sau đó lạnh lẽ tản đi tựa như tia điện. Trò trẻ con.
Cả người Lâm Đào run lên dữ dội, chân nguyên tràn đầy bay ra từ trong cơ thể, không gian nứt ra như thủy tinh. Rắc rắc. 18 tia điện quang kia đều bị đánh tan, Lâm Đào cũng biến mất, hắn ta không cho Lâm Nhất cơ hội phản ứng, vung tay đánh ra một quyền. Phụt. Cú đấm này nhanh đến mức đáng sợ, Lâm Nhất còn chưa kịp thu hồi kiếm đã bị đánh trúng vai phải. Chân nguyên hộ thể bị gai máu trên nắm đấm kỳ lạ đâm thủng, quần áo cũng rách ra, năm lỗ máu nhỏ xuất hiện, áo xanh của Lâm Nhất chẳng mấy chốc đã bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ. SSSS. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn chưa giao thủ được bao lâu, chỉ trong nháy mắt mà Lâm Nhất đã bị thương, nhớ không nhầm thì đây cũng là lần đầu Lâm Nhất bị thương. Lâm Đào của Huyền Dương Điện không hổ là đại đệ tử cuối cùng của tông chủ. Chỉ mới ba chiêu đã làm Lâm Nhất bị thương, vị trí trong thất anh của hắn ta đúng là danh xứng với thực. E rằng chuỗi thắng liên tiếp của Lâm Nhất phải dừng lại ở đây rồi. Trên chỗ ngồi của Đại Tần Đế Quốc, mấy người nhóm Mai Hộ Pháp xa sầm mặt, Lâm Đào này quá mạnh. Khi nãy hắn ta còn dùng tu vi đánh tan bá kiếm, đoán chừng bản thân Lâm Nhất cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha, ta đã nói là tiểu tử này đang làm trò hề mà. Hắn không chịu thua thì cứ đợi bị đánh tàn phế thôi. Viêm Long Tử trước đó còn tuyên bố không tin Lâm Nhất còn có thể khiến hắn ta mất mặt một lần nữa lập tức lên tiếng. Sư huynh, hình như đây chỉ là ngoại thương thôi mà, vẫn chưa đủ để thương gân động cốt. Dưới tình huống thế này vẫn có thể tránh bị đánh trúng điểm yếu, với một tân tú như Lâm Nhất thì đã rất đáng sợ rồi. Có đệ tử của Thiên Yêu Các nhỏ giọng nói. Hừ. Viêm Long Tử hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta cũng không phải kẻ mù, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử này còn có thể khiến ta mất mặt một lần nữa ư, nằm mơ đi. Sau trận chiến này, Lâm Nhất chắc chắn sẽ tàn phế. Những người khác thấy thế thì cũng không dám nhiều lời nữa. Chỉ có Nguyệt Vi Vi hơi không vui chừng Viêm Long Tử một cái, hắn ta hé miệng cười. Nhưng nụ cười lại cực kỳ lạnh lẽo. Hắn ta là cố ý nói cho nữ nhân này nghe, nếu nàng ta còn dám sỉ nhục hắn ta như lần trước, thì đừng trách hắn ta thẳng thừng ra tay. Hắn ta không tin quần long tranh tài đã diễn ra đến hiện tại mà các chủ còn dám làm gì hắn ta. Trừ khi Thiên Yêu Các không muốn giành được ba vị trí đầu nữa. Trên đài Thăng Long, Lâm Đào cười nhạt, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên bả vai của Lâm Nhất, hắn ta lại híp mắt, thú vị đấy. Hắn ta biết rất rõ đại thiên tuyệt quyền của bản thân đáng sợ đến mức nào, chung cú đấm này, nếu là kiếm khách bình thường chắc chắn sẽ bị đánh gãy nửa người. Sau đó, hắn ta lập tức hiểu ra, chắc chắn tiểu tử này từng tu luyện thân thể, chẳng trách lại dám đấu với hắn ta. Thú vị thật, chẳng lẽ người này cảm thấy về mặt kiếm đạo không thể chiến thắng được Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch? Cho nên muốn phối hợp với thân thể để áp đảo hắn ta. Ngươi là người đầu tiên làm ta bị thương đấy. Lâm Nhất xử lý sơ qua vết thương, nở nụ cười, nhưng nụ cười này ít nhiều cũng hơi lạnh lẽo. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được chút áp lực trong quần long thịnh yến này, nếu chiến thắng một cách dễ dàng thì thật sự hơi nhàm chán. Không thể không nói, Lâm Đào trong Nam Hoa Thất Anh mạnh hơn Tịch Phong rất nhiều, thậm chí còn không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Ngươi cũng rất giỏi, trước đó thật sự đã xem thường ngươi rồi. Nhưng bây giờ ta đã nhìn ra năng lực của ngươi, biểu diễn thần quyết luyện thể của ngươi đi, cứ che giấu mãi làm gì, ngươi muốn giấu đến khi nào. Trong mắt Lâm Đào lóe lên ánh sáng, uy áp đáng sợ trên người hắn ta bao phủ lấy Lâm Nhất. Thần quyết luyện thể. Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Lâm Nhất ngoài việc là một kiếm khách thì còn tu luyện cả thần quyết luyện thế nữa, đúng là hơi đáng sợ. Được thôi. Lâm Nhất trở tay, kiếm quang xoay vòng, kiếm táng hoa bị cắm vào trong vỏ. Rắc. Dưới tình huống mọi người không tưởng tượng được, vỏ kiếm của hắn đâm mạnh xuống đất, sau đó mặt đất lập tức bị đâm nứt. Kiếm táng hoa cắm trên đài Thăng Long tựa như một đỉnh núi lẻ loi, còn Lâm Nhất thì hai tay trống không, ống tay áo tung bay. SSSS. Các thiên tài trên khán đài đều hít một hơi khí lạnh. Đây là muốn làm gì, sao tự dưng lại thu hồi kiếm? Sắc mặt Lâm Đào vô cùng u ám, khóe miệng không khỏi khẽ giật.
Lúc trước dưới sự khiêu khích của mọi người, hắn ta đã diễn hóa ra dị tượng hỏa diễm phần sơn khiến mọi người phải chấn động, khi đó, hắn ta cảm thấy bản thân đã rất điên cuồng rồi. Nhưng Lâm Nhất này không chỉ là điên cuồng nữa, rõ ràng là không coi hắn ta ra gì. Không ngờ sau khi bị thương lại cất kiếm vào trong vỏ, hai tay không cầm vũ khí. Lâm Nhất, ngươi đúng là quá kiêu ngạo. Lâm Đào hừ lạnh, huyết diễm dâng lên, có chân nguyên tựa như dung nham tràn ra từ trong cơ thể hắn ta. Dưới sự bao trùm của dung nham, cơ thể của hắn ta như to hơn một vòng lớn, sau khi dung nham kia cứng lại, trên người hắn ta lóe lên ánh sáng màu vàng, tựa như bảo khí kim loại, trong đó có những đường máu in lên, kỳ lạ tựa như là linh văn. Huyền Dương chiến thể. Trong lúc uy áp hỏa diễm dâng lên, thân thể của Lâm Đào trở nên vô cùng khổng lồ, nhìn từ phía xa giống như một con yêu ma viên hầu, nhưng lại chứa đựng uy thế đáng sợ tựa như thần binh từ trên trời rơi xuống. Đây là công pháp cấm kỵ của Huyền Dương Diện, nghe nói gần nghìn năm vẫn chưa có ai tu luyện thành công. Xem ra hắn ta thật sự không muốn lấy được danh ngạch hạt giống nữa rồi, thủ đoạn này nếu giao thủ với Nam Cung Vãn Ngọc chắc chắn sẽ có hiệu quả. Bây giờ để lộ, Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch có đề phòng, chắc chắn sẽ cẩn thận hơn không ít. Chủ yếu là Lâm Nhất cố chấp quá, nếu chịu thua thì sẽ không đến mức này, bây giờ e rằng muốn chịu thua cũng khó. Một khi sử dụng Huyền Dương chiến thể, rõ ràng là Lâm Đào quyết tâm muốn khiến hắn tàn phế. Nhìn thấy cảnh này, không ít người đều tỏ vẻ sợ hãi, quần long thịnh yến này đúng là đáng sợ, tất cả thiên tài như quái vật đều xuất hiện. Lâm Nhất, ngươi đúng là có mắt không tròng, ta khuyên ngươi vẫn nên rút kiếm đi, nếu không ta thật sự sợ mình sẽ không cẩn thận đánh chết ngươi đấy. Lâm Đào lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, cắn răng nghiến lợi nói, trên khuôn mặt lóe lên hàn mang cực kỳ lạnh lẽo, trong mắt có sát khí vô tận dâng trào. Lâm Mỗ làm gì không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Lâm Mỗ không phải khinh thường người khác, chỉ là muốn dùng gậy ông đập lưng ông thôi, ngươi đã thương ta thế nào, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Lâm Nhất nhìn Lâm Đào, trên người hắn ta có sát khí không ngừng dâng trào. Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, nhưng đôi tay bên dưới vạt áo lại đang siết chặt. Từ trước đến giờ, không biết đã có bao nhiêu kẻ ác chết trên tay hắn chưa từng là một người hiền lành. Không phải hắn không nóng nảy, chỉ là rất nhiều lúc hắn lười nói mà thôi. Lâm Đào này thật sự nghĩ hắn là người gỗ, muốn bắt nạt là bắt nạt sao? Hắn ta liên tục khiêu khích hắn, bây giờ còn ra vẻ hung ác, nói câu nào cũng muốn đánh chết hắn, vô cùng hống hách. Dù là tượng đất cũng có ba phần lửa, nếu người sỉ nhục ta, thì ta đương nhiên phải phản kháng. Chiến thể thương long. Điện quang chớp lóe, phong lôi tịnh khởi, rồng không ngừng ngâm, trong tiếng rồng ngâm này, giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhất trở nên cực kỳ giá rét. Oanh! Thương long gào thét, điện quang chói mắt bao phủ trên người Lâm Nhất, hơn 100 long văn tử điện dao động bên ngoài cơ thể, vô cùng dữ tợn, trông giống như một con rồng khổng lồ quấn quanh người. Long văn dữ tợn chứa đựng lực lượng mang tính bùng nổ, phát ra uy thế cực kỳ đáng sợ. Mỗi một hành động của Lâm Nhất đều chứa đựng lực lượng to lớn như muốn phá núi. Uy áp thương long dày đặc được ngưng tụ nguy nga như núi, không ai ngờ rằng một thiếu niên trông có vẻ hờ hững lại tu luyện được thân thể đáng sợ đến mức này. Cho trẻ con, ta thấy là ngươi sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không phát hiện ra. Nét mặt Lâm Đào thoáng lộ vẻ nặng nề, hắn ta giẫm mạnh chân xuống đất, ra tay trước. Vậy à? Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi mà thẳng thừng nghênh đón. Oanh! Không hề có sự báo trước, hai người thoáng chốc biến mất khỏi vị trí ban đầu, trung tâm của đài thăng long rộng lớn đột nhiên xuất hiện tiếng nổ động trời. Ầm! Nước hồ xung quanh dâng trào như sóng biển, trên bầu trời che kín mây đen. Va chạm đáng sợ tạo thành tiếng động đinh tai nhức óc, khiến người khác khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu. Đòn tấn công mạnh nhất của hai cao thủ sau khi sử dụng luyện thể thần quyết của bản thân, mọi người còn đang ngơ ngác đã nghe thấy tiếng nổ đáng sợ này, lập tức có người phun máu tươi, bị dư chấn làm cho hôn mê. Sau khi mọi người tỉnh táo lại, sắc mặt đều thay đổi, vội vàng đưa mắt nhìn qua. Trên đài thăng long cổ xưa có hai bóng người đang giao phong kịch liệt, điện quang và hỏa diễm va chạm tạo thành dị tượng đáng sợ.
Nơi giao phong trên không trung có dư âm dao động, bầu không khí như biến thành cơn sóng không ngừng dập dờn ra bát phương. Ao ao ao. Trên hồ Cửu Long mênh mông bị dư âm tạo thành những đợt sóng cao ngất, liên tục dâng lên như sóng thần. Tất cả mọi người đều bị trận giao phong này làm sợ đến mức ngây người, cách gần 10.000 mét vẫn có thể cảm nhận được sự rung động. Quyền mang va chạm với nhau, chỉ dư âm đã đáng sợ đến mức này, không biết rằng hai người giao thủ sẽ bùng nổ ra lực lượng đáng sợ đến mức nào. Nơi giao phong, Lâm Nhất đột nhiên kết ấn, sát khí nặng nề lập tức lan ra như nước, gần như trong nháy mắt, hắn đã vung tay đánh ra một quyền. Chúng sinh phẫn nộ, oán thiên bất nhân. Hắn ngẩng mặt lên trời huýt sáo, để hai chiêu thất sát quyền hòa làm một, trong tiếng huýt sáo hội tụ nguyên khí đầy trời. Tiếng ai oán như của vô số người vang lên, đất cằn nghìn dặm, hài cốt như núi, máu chảy thành sông, đó chính là một địa ngục trần gian. Mỗi người một quyền, cuồng long tử điện gào thét như bay ra từ trong địa ngục, mang theo cơn tức giận vô biên. Cú đấm có thương long gầm thét, vừa dữ tợn vừa bá đạo. Ầm ầm. Quyền mang chứ đứng uy thế đáng sợ, dư âm xung quanh diễn hóa ra xương máu mở mịt, khói sóng mênh mông, cuồn cuộn vô biên. Hai sát chiêu chứa đựng quyền pháp cấm kỳ hòa làm một, dị tượng xuất hiện mang theo khí thế nuốt chửng núi sông. Đại thiên tuyệt quyền. Sắc mặt Lâm Đào rất nặng nề, hắn ta cảm nhận được áp lực to lớn. Hắn ta điều động huyền dương quyết đến mức độ mạnh nhất, quyền mang chứa đựng chân nguyên huyền dương. Mỗi cú đấm đánh ra đều mang theo lực lượng ý chí hỏa diễm đáng sợ, mỗi một quyền đều như núi lửa phun trào, trong nháy mắt, hai người đã đối chiến mấy chục lần. Trong mắt Lâm Đào lộ vẻ ngạc nhiên, đối chiến thế này vốn là thủ đoạn hắn ta am hiểu nhất, nhưng lại không chiếm được quá nhiều lợi thế. Còn Lâm Nhất thì lại càng đánh càng hăng, một phong mang chứa đựng sát khí vô tận lóe lên từ trong mắt hắn, thất sát quyền hiện lên huyết quang. Sau đó, hắn lại đánh ra một quyền. Sắc mặt Lâm Đào hơi thay đổi, hắn ta di chuyển, chủ động tránh đòn. Ầm. Quyền mang đáng sợ rơi uống đất, đài thăng long cổ xưa lập tức nổ tung, bị đập ra một cái hố to. Khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu người trên khán đài như nổ tung. Cú đấm này quá đáng sợ, đánh nổ cả đài thăng long. Kinh khủng quá, không ngờ hai người họ lại mạnh đến mức này. Thật sự là hai con quái vật, ta cảm thấy cường giả thiên phách bình thường cũng không phải đối thủ của họ. Không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, thậm chí một vài cường giả thiên phách còn nói với giọng điệu sợ hãi. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là Lâm Đào sử dụng huyền dương chiến thể trên không trung lại không thể làm gì được Lâm Nhất. Lâm Nhất điều động thất sát quyền đến mức tối đa, sát khí chồng chất gấp 7 lần xen lẫn với uy lực thương long cổ xưa. Quyền mang đáng sợ như mưa rền gió dữ, như sóng lớn ngút trời, nhiệt huyết rực cháy, trút ra tất cả lửa giận và sát khí trong lòng. Hắn thể hiện hoàn toàn con người dữ tợn của bản thân, khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tuy đã biết trước Lâm Nhất là một kẻ tàn nhẫn, hắn cũng là người giết người đầu tiên trong quần Long Thịnh Yến, nhưng có lẽ là vì tính cách, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều không thể hiện phong mang quá nhiều, cũng không có hành động khiêu khích người khác. Vì thế mới dẫn tới rất nhiều sự phê bình, còn bị những người như Lâm Đào cho rằng hắn dễ bắt nạt. Giống như Lâm Nhất hắn không chịu thua là một chuyện đại nghịch bất đạo, hắn muốn tranh giành danh ngạch hạt giống là đang làm trò cười vậy. Người người đều tranh giành, đương nhiên Lâm Nhất cũng có thể. Không chết không thôi, đại thiên tuyệt quyền, tuyệt thiên. Lâm Đào từ đầu đến cuối vẫn không chiếm được lợi thế bực bội quát lên. Trên thân thể có ngọn lửa sáng rực như kim loại của hắn ta đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt. Chân nguyên trong người hắn ta không ngừng tạo ra tiếng vang ầm ầm như tiếng sấm. Trong nháy mắt, thân thể vốn trở nên to hơn của hắn ta trông vô cùng dữ tợn, bầu trời có mây đen gào thét. Hơi thở vừa hung ác vừa điên cuồng dâng lên, dưới bầu trời mang màu lửa cũng dần trở nên u tối, sau đó một cú đấm tựa như núi lớn xuất hiện. Quyền như núi cao, nguy nga khổng lồ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ầm. Quyền mang đáng sợ của Lâm Đào còn chưa đánh xuống, nước hồ xung quanh đài thăng long đã sôi trào. Cú đấm này quá đáng sợ, dưới quyền mang của hắn ta, đài thăng long vốn rộng lớn chợt trở nên cực kỳ nhỏ bé, khiến người xem trợn mắt há mồm.
cuối cùng cũng muốn sử dụng toàn bộ thực lực rồi ư. Chén rượu khó cạn. Một cảm giác tang thương tịch mịch xuất hiện trên người Lâm Nhất, cảm giác tịch mịch đó muôn đời khó tan đi. Không phải chén rượu khó cạn, mà là chưa nguôi giận, hận chưa nguôi, oán chưa hết, sao có thể uống cạn rượu trong chén. Cho nên cơn giận trong lòng mới trở nên ngút trời. Khiến cho mối hận trong lòng kéo dài muôn đời. Trút ra toàn bộ thù oán. Một khắc sau, sự căm thù, giận dữ và oán hận này được diễn hóa thành sự hào hùng và nhiệt huyết vô tận. Lâm Nhất cất tiếng cười thê lương, cười cho chúng sinh ngu muội rốt nát, mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh, chén rượu khó cạn, không uống cũng không sao. Hắn siết chặt năm ngón tay, đấm ra một quyền chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Cú đấm đánh ra, các cảm xúc tiêu cực khiến sát khí trên người hắn càng chồng chất hơn, tiếp tục ngưng luyện một cách điên cuồng, chẳng khác nào địa ngục giáng lâm. Hai quyền mang va chạm với nhau, quyền mang nguy nga như núi cao kia thoáng chốc nổ tung, vô số quả cầu lửa rơi xuống như mưa rơi. Đại thiên tuyệt quyền, diệt địa. Sát chiêu bị đánh tan, nhưng sắc mặt Lâm Đào vẫn không thay đổi, sau khi tuyệt thiên thì lại đến diệt địa. Vào khoảnh khắc bay xuống, hắn ta biến thành 8 tàn ảnh, mỗi tàn ảnh đấm ra một quyền, cột lửa sáng ngưng tụ từ quyền mang đan xen khắp nơi, tựa như biển lửa đầy trời, thiêu hủy vạn vật, hủy thiên diệt địa. Thất sát quyền, ai cạnh bên ta? Lâm Nhất cười to một tiếng, cảm thấy cả người vô cùng dễ chịu, sự giận dữ, căm thù và oán hận trước đó đều biến mất, chỉ còn lại nhiệt huyết hào hùng. Đây cũng là điểm lợi hại của hắn, nếu là yêu nghiệt bình thường, chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi ý cảnh của cú đấm khi nãy. Một quyền tràn đầy khí phách, như sóng tràn bờ, sóng khí cuộn trào thổi bay biển lửa đang kéo đến. Sau đó biển lửa đảo chiều, ngọn gió hỏa diễm vừa ngưng tụ bị uy lực thương long điều khiển, kéo về phía Lâm Đào. Phụt! Tình huống bất ngờ khiến Lâm Đào không kịp ứng phó, bị quyền mang của hắn ta đánh bay, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Sắc mặt hắn ta thay đổi, cố gắng đứng vững trên không trung, hai cú đấm tựa như tia chớp được đánh ra, lưu quang hỏa diễm chẳng khác nào sét đánh ùn ùn kéo về phía Lâm Nhất. Hắn ta lấy công làm thủ. Tránh cho Lâm Nhất lợi dụng cơ hội tấn công, có thể nói, hắn ta bình tĩnh đến mức đáng sợ. 10 ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, hai tay kết ấn, đầu ngón tay có ánh sáng rực rỡ xuất hiện, kiếm quang giống như ánh mặt trời chói mắt. Khi hai tay búng ra, vô số kiếm quang chẳng khác nào cung thần chứa đựng ánh trăng đồng thời bắn ra. Một bên là lưu quang hỏa diễm tựa như sét đánh, một bên là hàng trăm nghìn tia kiếm quang màu tím kéo theo vô số cánh hoa, hai dị tượng gần như bao phủ toàn bộ đài Thăng Long, dày đặc chằng chịt, khiến người ta nhìn mà sợ hết hồn. Dư âm dao động, vô số dị tượng xuất hiện, người theo dõi cuộc chiến xung quanh đều híp mắt, tỏ vẻ vô cùng rung động, sâu trong nội tâm cùng run rẩy vì ngạc nhiên. Đáng sợ, quá đáng sợ. Trận chiến của hai cao thủ mạnh đến mức người khác phải khiếp sợ, từ khi Quần Long Thịnh Yến bắt đầu đến nay, chưa từng có trận đại chiến nào đáng sợ đến mức này. Những người từng thua trong tay Lâm Nhất cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng cũng không ngờ rằng Lâm Nhất không sử dụng kiếm vẫn có thể mạnh như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.